Vâng, tí nữa chào bác nha, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Tiếp tục với chương trình video thì em lên nha, em mang một số mã hàng mà em đang phân phối nha. Em sẽ quay trực tiếp và báo giá cho bác coi. Để thì bác nào ưng về những cái mã hàng nào bên em thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo hai cái số điện thoại nha. Các bác đang nhìn thấy trực tiếp ở trên màn hình, gọi điện trực tiếp theo hai số ở trên màn hình để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu ý cho em khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán nhá. Đó là em sẽ đi vào những cái mã hàng rất nhiều những cái mã hàng mới trong video hôm nay nhé. Đấy thì các bác cùng đón xem. Đấy, ưng mã nào thì các bác cứ gọi điện alo, bên em sẽ chốt đơn và gửi đến tận nhà đấy bác nhá. Đấy các bác cứ nhận hàng kiểm tra thanh toán rồi. Qua những cái mã hàng đầu tiên, xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất của em qua nhá. Sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn cho bác, đó là cái dụng cụ để về các bác kẹp cái bạt, cái lưới của các bác về để các bác giăng lên, các bác che nắng các thứ này rất tiện dụng luôn nhá. Tại vì khi mà về thì các bác có những cái ví dụ như những cái dạng lưới đen hoặc là bạt rồi đấy, các bác cho vào đây các bác kẹp vào đấy, kẹp nó vào, sau đó là ở đây nó có một cái lỗ để các bác có thể luồn dây này, đấy, luồn dây nhá. Đấy, thì về các bác kẹp nó vào. Cái này thì giá nó bình dân đúng không ạ, giá bình dân lắm, bên em sẽ bán nó combo là 10 chiếc một nhá. Đấy, combo là 10 chiếc một thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là kia dụng cụ để kẹp bạt nhé. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ để kẹp bạt này, dụng cụ kẹp bạt, dụng cụ để kẹp bạt nhá. Đấy, kẹp bạt, kẹp lưới nhá các bác nhá, kẹp bạt kẹp lưới. Giá của nó thì bên em sẽ bán là combo là 10 chiếc một nhá, giá sẽ là 15k, 15k cho một cái combo 10 chiếc kẹp bạt, giá rất là bình dân. Yêu cầu của bác là lấy từ 10 chiếc trở lên nhá, bên em không bán lẻ một chiếc nhá. Đấy, lấy 10 chiếc thì giá của nó sẽ 15k cho một cái combo 10 chiếc nha. Đấy thì về các bác dùng để các bác kẹp vào những cái bạt, cái lưới nhà mình, sau đó các bác luồn dây vào, các bác trăng lên nhá. Và các bác có thể tận dụng cái đây nó có cái lỗ, các bác có thể kéo ra thu vào, rất là tiện dụng luôn. Đó, rất là hay. 15k nhá, 15k một cái combo 10 chiếc cái bạt nha. Đấy, 15k. Đây các bác cùng xem được cái video về sản phẩm này. Đấy, cái này rất là hữu ích về các bác có ví dụ đây, ví dụ như đấy, đây đây nhá, thực tế các bác đang nhìn nhá. Đấy thì về ví dụ có những cái lưới đen hoặc là bạt, đấy các bác kẹp nó vào. Sau đó các bác luồn dây vào nhá. Đấy, luồn dây vào. Đấy thì các bác có thể kéo đi kéo lại này, hoặc là các bác trăng nó ngang ra này. Đấy, mình trăng làm lưới chống nắng, trăng ở vườn này, đấy, trăng ở ngoài trời. Cái này con này nó là dòng nhựa cao cấp nên là các bác có thể là trăng ngoài trời thoải mái nhá, nắng mưa chịu thoải mái luôn. Đấy, và nó rất là dễ dàng sử dụng. Đấy, cực kỳ dễ dàng sử dụng. Đấy, về các bác kẹp vào. Sau đó luồn dây vào, mình kéo lên, trăng lên, rất tiện dụng luôn. Đó, thấy không? Rất là hay nhá. Đấy, rất trơn tru. Đấy, từ bạt này, lưới này, đồ có thứ này, quá là hay, hữu ích luôn. Đó, đấy các bác nhìn nhá, chắc chắn chất lượng lắm. Giá là sẽ là đi 10 chiếc nhá. Giá em đang bán là 10 chiếc sẽ có giá là 15k nhá. 15k. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ kẹp bạt nhá, dụng cụ kẹp lưới, kẹp bạt. Giá của nó sẽ là 10 chiếc cho 15k. 15k cho 10 chiếc nhá. Combo là 10 chiếc 15k. Rồi cái mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã hàng, đó là cái hộp cơm văn phòng này. Thì mã sẽ cái hộp cơm văn phòng nhá. Cái sản phẩm này rất là hay này. Đấy, về các bác nào mà hay đi làm công trình công trường, các bác làm xa nhà, đấy các bác không ăn cơm ở nhà được thì mình có thể mang đi để mình mang cho cơm ở đây nhá. Các bác dùng để hâm nóng cơm này, hâm nóng lại cơm đồ ăn, hoặc ví dụ như là mình có công việc đấy di chuyển xa nhà, đấy, rồi các bác là dân văn phòng, học sinh, sinh viên các thứ rất tiện dụng luôn. Một chiếc hộp cơm này có phần quay sách mang đi mang lại rất tiện dụng luôn này. Đó thì cái con này nó có thể là nấu chín cơm cũng như là có thể là hâm nóng lại đồ ăn nhá. Đó, cái con này thì đây, cái công suất của nó sẽ rơi vào là 200W này. Đấy, dung tích sẽ là 2 lít nhá, dung tích là 2 lít và sử dụng điện 220, công suất của nó sẽ là 200W nhá. Đấy, cái này thì nó có cả hướng dẫn sử dụng này. Bước 1 là các bác đổ nước này, bước 2 là các bác cho những cái khay đồ ăn vào, các bác muốn hâm nóng này, bước 3 là các bác cấp nguồn và bật cái nút nút công tắc ở đây, thế là xong, là nó sẽ hoạt động ok. Đây em sẽ quay trực tiếp cho bác coi này. Đấy, khi mà các bác mở ra đấy, thì nó sẽ gồm có một cái vùng đầu tiên, tiếp theo thì là những cái khay tròn để các bác đựng đồ ăn. Đấy, các bác cho vào đây, đấy, cho đồ ăn cứ đây nhá. Đấy, khay inox luôn, có cả nắp đậy đi kèm nhá. Đấy, có cả nắp đậy đi kèm, rất là xịn xò, ok luôn. Đây đó, nó sẽ một cái bộ này sẽ gồm có 4 cái khay nhá các bác nhá, 4 cái khay nha. Đây, cả ngăn dưới nữa, lần hai ngăn này, đó tầng dưới nhá. Đây, 4 cái khay này rất là xịn xò, ok luôn. Đấy, và cái ngăn dưới cùng là cái ngăn để nó chứa nước. Đấy, cái nước này thì nó sẽ khi mà các bác cho nước vào thì nó sẽ đun sôi nước và nó lợi dụng cái hơi nóng cũng như là cái hơi nước nó bốc lên thì nó sẽ làm chín đồ ăn hoặc là hâm nóng lại đồ ăn nhá, rất là tiện dụng luôn. Đây là cái phần cổng nguồn nhá các bác. Lấy cái dây nguồn, đây dây nguồn nó để trong ngoài này.
lấy cái dây nguồn các bác cắm trực tiếp vào điện 220, các bác lấy dây nguồn này các bác cắm vào. Đấy, sau đó là các bác bật công tắc lên là các bác xài thôi. Đấy, công tắc này có cả đèn báo nhá. Đấy, đi về là các bác đổ nước vào đây nhá. Nhớ cho là các bác đổ nước vào đây, sau đó là các bác cho khay này vào. Đấy, ví dụ bên dưới này là các bác cần chín nhiều hơn thì các bác cho những đồ khó chín, ví dụ là gạo, nước này, rồi là thịt, thịt sống này. Đấy, còn bên trên này, ngăn bên trên, tầng bên trên thì ví dụ các bác cho giúp em là rau củ quả vào đây. Đấy, các bác cài cái khuy này vào nhá. Nhớ nhá, em cài cái khuy này vào. Đấy, cho những cái ngăn trên, những cái đồ mà dễ chín thì cho lên trên. Đẩy cái nắp này vào để cho nó giữ hơi này. Đó. Đấy, và cứ thế là các bác cấp nguồn và các bác cắm cho nó thôi. Đấy, khi nào mà dùng xong rồi các bác xách đi, rất tiện dụng nhá. Có phần cảm ơn quay xách đây. Thì em đang test thực tế đây. Đấy, các bác nhìn này, nước sôi rất là ác luôn nhá. Đây các bác nhìn này, nước sôi này. Đó, khói bốc nghi ngút luôn này. Đấy, cái này em đang cho nhiều nước nhá. Cái này bác cho ít ít nước cũng được thì nó sẽ nhanh sôi các bác nhá. Đây này, cái hơi nước nó bốc lên rất là kinh khủng luôn. Đấy, và cái độ nóng nóng dã man luôn, nóng như nói chung là nóng như nước sôi 100 độ luôn đấy. Đấy, nóng kinh khủng luôn. Đó. Đây phần công tắc nhá. Đấy, lúc nào dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi nhá. Đây nó có cả đèn báo này. Đó, rất là tiện dụng. Dành cho các bác dân công trình, công trường, làm văn phòng muốn hâm nóng lại đồ ăn, hoặc các bác có thể nấu chín được đồ ăn được luôn. Rất tiện dụng luôn nhá. Đó. Báo giá bác luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp cơm văn phòng nhá. Hộp cơm văn phòng công suất là 200W và dung tích sẽ là 2 lít nhá. Hộp cơm văn phòng này. Giá của nó sẽ là 180.000 cho một cái hộp cơm văn phòng này, 180.000 dành cho anh em anh chị dân công trình, công trường, văn phòng, rất tiện dụng nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Chào các bác nha. Ngày hôm nay em xin giới thiệu ngay đến các bác một con hộp cơm điện 2 tầng. Con này thì cực kỳ phù hợp dành cho các bác là dân văn phòng công sở nhá. Các bác ngại ăn cơm hàng cháo chợ vì sợ cái vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm đúng không? Thì đã có ngay cái con hộp cơm điện 2 tầng này ạ. Con này thì có thể vừa hâm nóng thức ăn này hoặc vừa có thể nấu chín thức ăn. Thời gian để hâm nóng là khoảng 15 đến 2 phút, còn để nấu chín thì trong khoảng 45 phút các bác nhé. Sản phẩm thì có dung tích 2 lít mà còn có 4 khay inox đều có nắp cả các bác ạ. Và cái này nó sẽ tự ngắt khi hết nước nên là cực kỳ an toàn và thông minh. Giá thành sản phẩm lại chưa tới 200k, rất là rẻ thôi. Thì các bác nào quan tâm em nó có thể bê ngay em nó về đội của mình các bác nhé. Nồi cơm tự nấu này thì chắc chắn mấy bạn công sở sẽ thích lắm đây. Mình thì em ăn cơm đi làm ý, mà trời lạnh thế này thì đến trưa là cơm nguội tanh rồi. Em này có tận 4 khay nên mọi người tha hồ mang từ thịt thà, rau củ quả các thứ đi nhá. Tất cả mọi thứ mọi người cần làm đó là để thức ăn sống vào mỗi khay này. Đến khi nào mà ăn thì cho nước vào rồi đậy nắp, cắm điện và bật nút ngồi chờ cơm chín thôi. Thế nên sau 40 phút thì em nó nấu xong rồi nhá. Úi giời, hơi nước bay nghi ngút trông ngon chưa kìa. Cơm canh thì chín đều như kiểu ở nhà nấu ý. Thế là từ giờ vừa được ăn cơm nóng lại không phải lỉnh kỉnh sáng dậy nấu nướng mất công. Đấy, thực tế về sản phẩm nha. Đây là các bác đang coi đây. Đấy, nước khói bốc lên rất kinh khủng luôn này. Đấy là các bác biết là nó đun rất là nóng rồi nhá. Đấy, nước rất là nóng luôn này. Đó, thấy không, khói bốc lên kinh khủng luôn. Đấy, thực tế nhá. Đấy, thì về các bác cho nước vào đây, cho những cái khay đồ ăn vào đây, các bác cấp nguồn cắm điện là các bác xài thôi, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. 180k một cái hộp cơm văn phòng này, 180k. Đấy, có thể nấu chín đồ ăn và hâm nóng lại đồ ăn nhá, rất tiện dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo thì rất nhiều bác hỏi cái thiếc hàn bên em, thì hiện tại là cái thiếc cái quận thiếc mẫu cũ nó hết hàng rồi. Thì đây, đợt này em về cái lô thiếc này thì giá nó còn rẻ mà chất lượng mà lại còn được nhiều quá. Đấy, thì một cuộn này là có trọng lượng là 100g. Nhiều bác hỏi là cứ một cuộn này nó được nhiều không, ít không, thì đây đợt này em phải lấy luôn cái cuộn nó có định lượng luôn để các bác dễ biết luôn nhá. Thì một cuộn này sẽ có trọng lượng là 100g, nặng lắm, cầm nặng trịch luôn, là các bác biết là 100g nó rất là nhiều thiếc luôn nhá. Đấy, rất nhiều thiếc luôn, 100g thiếc nha. Đấy, thì em gửi bác giá thì rất là hạt rẻ bình dân, chỉ có 30.000 một cuộn này thôi. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái cuộn thiếc hàn nhá. Thiếc hàn, đấy, dùng cho các bác hàn điện mạch điện tử thứ, đấy, dùng thiếc này là ok. Một cuộn là 100g nhá, với mức giá là 30k thôi, chỉ có 30.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, bình thường các bác mua quán xá giờ một cuộn này ít, người ta phải bán cho bác 7-8.000 một cuộn luôn. Đấy, bên em gửi bác giá gốc luôn nhá, chỉ có 30.000 một cuộn, thiếc là 100g luôn nhá, 100g luôn, thiếc hàn đúng không nhá, thiếc hàn đó, rất to, nặng, cầm nặng trịch luôn đó, rất nhiều lắm, nhiều lắm, 30k một cuộn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái mã hàng, đó là cái máy hút bụi mini. Lên mã nha, em sẽ cái máy hút bụi mini cầm tay nhá. Máy hút bụi mini này, máy hút bụi mini cầm tay nhá. Con này cầm tay và có chế độ sạc tích điện. Báo giá bác luôn là 130.000 một chiếc nhá, 130k. Thì đây, máy thì đầy đủ full hộp luôn, sẽ gồm có là một thân máy này. Đó, một thân máy này. Đấy, đây là cái phần lồng chứa rác này. Đấy, bên trong thì là một cái miếng lọc nhá, một cái miếng lọc này, đây một miếng lọc, đó miếng lọc luôn,
rất ok. Đấy thì về lúc nào các bác muốn vệ sinh thì các bác tháo miếng ra. Cái lõi lọc này thì các bác có thể lấy cho các bác vệ sinh thoải mái này. Đấy, khi mà vệ sinh xong rồi các bác nhớ cho giúp em là xong nhá. Đấy, nhớ các bác nhớ giúp em là cho vào đây. Đấy, sau đó các bác lắp máy vào. Lắp máy thì nó có cái phần cá, cái phần ngạnh này, các bác cho nó khớp vào xoáy cho em cái là xong. Đấy, máy chạy hút rất là khỏe luôn nhá. Đấy, thì bên trong sẽ gồm có luôn các bác là một cái cọng dây cáp sạc. Con này nó sử dụng cái nguồn sẽ là cái nguồn 5V nhá. Về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, là các bác có thể cắm vào để các bác sạc cho cái con máy này. Đấy, khi hết pin thì các bác lấy ra các bác sạc vào là cắm vào đây. Là các bác cắm sạc này. Đó, cắm sạc cho con máy là ok. Đi kèm nó là một cái đầu hút nối dài, các bác cắm vào đây để các bác hút những cái phần khe kẽ này. Còn nếu ví dụ những cái phần mà các bác muốn vệ sinh cọ vừa hút thì các bác lắp cho cái đầu này vào. Đấy, con này thì rất là tiện. Các bác có hút ở trên bàn thờ, nó cầm đi rất nhỏ gọn và các bác để lên xe ô tô. Nói chung là nó dạng máy mini nhá, không cần dây dạ lằng nhằng và rất là tiện luôn, nó nhỏ gọn, dễ sử dụng nhá, dễ xài. Đây em sẽ hút cho bác test thực tế bác này. Đây ở đây em có bít gạo hút cho bác coi nhá. Đấy, có đấy sức mạnh không? Chưa đến 5 giây luôn nhá, hút sạch luôn và rất nhiều gạo đấy nhá, mà gạo rất là nặng đấy. Chứ còn các bác hút những cái con bụi nhỏ, bụi mịn cái thứ là con này chiến nó hết luôn. Đấy, khi nào mà các bác hút xong rác nó ở trong này thì các bác tháo phần này ra, rút đây. Rút cho em cái phần lõi ra này. Đấy, rút cái lõi ra. Đấy, rút các bác lựa rút cái lõi ra. Đấy, các bác có vỗ cho rơi ra và bắt đầu là các bác đổ cái rác này ra chỗ khác. Đó, thế là xong, có thế thôi, rất là dễ dàng sử dụng nhá. Đó. 130.000 một cái con sản phẩm này. Đấy, và khi mà các bác lắp vào thì nhớ cho em mà lắp cho em cái lõi lọc này vào nhá. Các bác quên không lắp cái lõi lọc này vào, nó hút cái phần motor là nó nhanh hỏng máy lắm. Đấy thì nhớ cho em là lắp cái lõi lọc này vào. Đấy, bật máy lên là các bác xài. Máy hút rất khỏe nhá, máy chạy khỏe lắm. Đó, và khi nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây cáp sạc này các bác sạc cho nó là xong. Đó, sử dụng cái nguồn sạc. Đó là cái nguồn 5V nhá, nguồn 5V. Về có cái cục sạc điện thoại là các bác cắm vào là xài thôi. 130.000 một con nhá, máy hút bụi mini cầm tay 130k trước. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái đèn đội đầu 5 bóng nhá, em báo giá luôn. Cái này thì em đang xả kho cái mã này nên giá nó rất là hạt rẻ, nhưng mà sản phẩm cực kỳ chất lượng luôn. Lên mã như em sẽ cái đèn đội đầu 5 bóng nhá, đèn đội đầu 5 bóng. Đó. Giá của nó sẽ là đi 40.000 một chiếc thôi, chỉ có 40.000 nhá. Giá rất hạt rẻ bình dân mà lại cực kỳ sáng luôn. Mà nói chung là với mức giá này thì các bác thấy cái sức mạnh nó kinh khủng luôn, sáng rất sáng luôn nhá, các bác nhìn này, sáng trắng luôn này. Đấy, 1 này, 2 này, 3 này, đấy, các chế độ sáng nhá. Đấy, 4 bóng này, 1 bóng này, đấy, full bóng luôn này. Đấy, và có cả chế độ nháy cảnh báo SOS luôn nhá, rất xịn sò ngon này. Thì cái này về chuyên thì các bác dùng để đội đầu, các bác có thể cầm tay. Thì đi kèm nó sẽ có là một cái dây cáp để các bác về các bác đeo vào để các bác cái dây đai để các bác đeo vào các bác đội lên trên đầu. Đấy, và có một cái cọng dây cáp sạc nhá. Đấy, cũng sử dụng cái cục sạc điện thoại hoặc là cái nguồn 5V, các bác có cái cổng chân USB các bác cắm vào là các bác sạc vào đây. Đấy, các bác cắm vô sạc vào đây. Là các bác cắm sạc cho cái đèn. Còn đây là cái phần nút bấm này. Đấy, nút bấm bật tắt ở đây cho em nhá. Đó, đèn thiết kế cực kỳ chắc chắn luôn, toàn bộ là bằng nhựa ABS cao cấp nhá. Chế độ dòng chip LED siêu sáng, rất tiết kiệm điện luôn. Và cực kỳ sáng, nói chung là so với tầm giá 40.000 các bác mua cho em một con đèn này quá chất lượng luôn. Giá cực kỳ tốt luôn nhá. Giá cực kỳ tốt. Cái này em bán gọi là bán lấy số lượng thôi, bán để chiên các bác thôi. Thực ra cái giá 40.000 không có lãi gì luôn các bạn. Đấy, giá nó quá rẻ luôn rồi. Đèn đội đầu 5 bóng nhá, 40.000 một cái đèn đầu 5 bóng nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp miếng dán thải độc chân này. Đấy, hộp miếng dán thải độc chân em báo giá luôn. Một hộp này thì sẽ có tổng miếng dán là 50 miếng nhá. Chất nó từ thành phần từ thảo dược nhá. Thảo dược tự nhiên dán rất là tốt luôn, các bác về dán trực tiếp vào lòng bàn chân, gan bàn chân cho em. Đấy, thì nó sẽ giúp các bác là hút rồi là thải độc tố từ lòng bàn chân đấy trở ra. Đó, các bác hút hết những cái độc tố lòng bàn chân ra, giúp các bác đả thông kinh mạch này, đấy rồi là lưu thông khí huyết này, đấy, rồi là mạch máu lưu thông hơn, dễ chịu nhá, cảm giác dễ chịu. Thì các bác dán với em là lúc mà trước khi đi ngủ nhá, và sau khi ngủ dậy thì các bác bóc ra là các bác đã thấy là hiệu quả của sản phẩm này rồi, dùng rất hay luôn. Đặc biệt là bác nào mà đang đau nhức xương khớp, đau chân đau tay, các bác về dán cho em cực kỳ nhạy luôn nhá. Một hộp này thì giá bình dân thôi, một hộp này là 50 miếng dán nhá. Báo giá bác luôn, lên mã cho em sẽ là cái miếng dán thải độc nhá. Miếng dán thải độc. Một hộp 50 miếng với mức giá sẽ là 40k một hộp nha, chỉ có 40.000 thôi. Giá rất hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất hiệu quả đây. Cái này em cũng đang dùng hộp đây, hộp này em dùng thi thoảng em dán này. Đấy, thi thoảng là các bác đau chân đau tay các bác lấy cho bác dán, thì các bác sẽ lấy cho một cái túi nha. Một túi này sẽ gồm là 2 miếng này, thì các bác dán cho em hai bên chân. Đấy, và đi kèm là những cái miếng
Cái này là những cái miếng dính nhá. Đấy, em hướng dẫn các bác xài luôn nhá. Đấy thì bắt đầu là các bác sẽ lấy cho em một cái miếng to, đó là cái miếng dính nhá. Đấy thì các bác lấy miếng dính này, các bác bóc ra. Bóc cái lớp bảo vệ keo ra, bóc ra. Đó thì nó sẽ có xuất hiện một cái lớp keo đây rất là dính nhá. Đó thấy không? Rất dính luôn. Và các bác bóc cho em cái túi này ra. Đó thì nó sẽ có là hai túi thuốc ở trong này. Có hai túi thuốc ở trong này nhá. Đấy có hai cái túi thuốc ở trong này. Thì các bác dán trực tiếp cái miếng này vào trong băng dính nhá. Đấy, dán trực tiếp vào trong băng dính. Và cái phần còn lại là các bác dán trực tiếp vào, ví dụ ở đây em đang có gan bàn chân. Ở đây em không dán chân thì em quay nó hơi khó quay, thì đây em lấy luôn cái gan bàn tay ạ. Này, các bác úp luôn vào trong cái gan bàn chân của bác nhá. Đấy, sau đó các bác dán nó vào. Đấy, các bác dán vào là các bác cảm thấy là cái độ nóng của nó có luôn nhá. Đấy, cái độ nóng của nó là sẽ có luôn. Đấy, bắt đầu nó sẽ nóng dần lên nhá. Rất là hay. Đấy thì các bác dán giúp em là dán qua đêm nhá. Lúc nào mà sáng ngủ dậy là các bác bóc ra là các bác sẽ thấy hiệu quả luôn nhá. Đấy, bóc ra là các bác sẽ thấy hiệu quả luôn. Đó, rất tiện dụng nhá. Dán trực tiếp vào gan bàn chân giúp các bác thải độc này. Đấy, thải độc những cái độc tố trong người ra này. Rồi là đả thông kinh mạch nhá. Đấy, rồi là lưu thông khí huyết mạch máu rất tốt cho sức khỏe luôn. Một hộp này là 50 miếng dán như thế, với mức giá sẽ là 40.000 hộp thôi. Giá rất là rẻ anh dân. Đây là kết quả sau một đêm dán miếng dán thải độc gan bàn chân. Bình thường mua 120.000 một hộp, nhưng hôm nay TikTok trợ giá chỉ còn 48.000 một hộp. Giấc ngủ rất là quan trọng mấy anh chị ơi, đặc biệt là người lớn tuổi nè, thường hay mất ngủ, ngủ không ngon giấc. Miếng dán thải độc từ ngải cứu này á, nó sẽ giúp giữ ấm bàn chân nè, phần nào đào thải bớt độc tố chất do trong người mình, hỗ trợ cải thiện giấc ngủ và làm giảm triệu chứng tê bì chân tay rất là ok nha. Thành phần từ ngải cứu và các nguyên liệu đông y như là vỏ cam, thang tre nên dùng ok lắm. Cách dùng thì rất là đơn giản, mình chỉ cần dán mặt hình này vào miếng dán, sau đó dán vào lòng bàn chân mỗi tối trước khi ngủ. Khi mỗi sáng thức dậy mình sẽ thấy miếng dán này nó chuyển thành màu đen và có một xíu nhớt, đó chính là phần nào độc tố trong cơ thể mình đào thải ra. Tranh thủ dịp này nè, mình gom về cả nhà mình dùng hoặc là làm quà biếu ông bà cha mẹ cũng rất là hữu ích nha mấy anh chị ơi. Đây là kết quả sau thực tế về sản phẩm nha, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Đấy, hộp miếng dán thải độc nhá, hộp miếng dán thải độc một hộp là 50 miếng, với mức giá sẽ là 40k một hộp nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái võng dù này. Đấy, võng dù để các bác đi chơi này, đi du lịch. Đấy, rồi là các bác sử dụng ở nhà cũng rất là hay luôn. Đấy, có cả túi đi kèm luôn nhá, rất cẩn thận. Đấy, con này thì chất liệu là từ vải dù canvas, nằm cực kỳ mát luôn và rất là bền. Đó. Đây. Đi kèm nó có cả dây luôn nhá, rất chu đáo luôn. Đấy, có cả dây luôn này. Đấy, có cả dây dù rất to nhá. Cái dây dù này thì các bác dùng thì yên tâm, dùng thì không biết đến bao giờ bị hỏng luôn. Dây dù nó to dã man. Đấy, cái này em nguyên cái dây em lấy rất là ưng rồi này. Đây là dây dù này. Đấy, dây dù rất to nhá. Đấy, và đây là cái phần võng này. Võng thì được đan rồi là làm rất là cẩn thận tỉ mỉ luôn. Đấy thì về các bác gỡ ra các bác xài. Đây. Nó đây. Đan này, đan bện rất cẩn thận luôn nhá. Các bác nằm thoải mái trong luôn, không lo đứt đâu. Những cái dòng này thì người ta làm bện thủ công bằng tay rồi thì rất là bền luôn. Đó. Chất liệu vải nó là dạng vải canvas, vải bố nhá, vải bố canvas nên là khi mà các bác xài nó rất là mát. Đây các bác nhìn này, những cái mắt của nó rất là thưa này. Đấy, nên khi mà các bác xài nằm rất là mát luôn. Đấy, nằm không nó không bị nóng lưng đâu ạ. Đó. Và cái chính của sản phẩm này là cái võng rất là to, võng to lắm. Võng này của nó kích thước thì chiều dài sẽ là 1m9 nhá các bác nhá. Chiều dài là 1m9. Và chiều rộng của nó là đi 70 các bác, chiều rộng của nó là 70. Đó thì em báo giá luôn. À, chiều rộng của nó là đi bao nhiêu nhỉ? Chiều rộng là 80 các bạn, chiều rộng 80. Dài là 1m9 này, dài 1,9m đấy nhá, 1,9m nên là người lớn trẻ em nằm là hết luôn. Và rộng sẽ là đi 80 cm. À, giá thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 80k một cái vải cái võng dù du lịch nha. Đấy, lên mã cho em sẽ là cái võng dù nhá. Các bác có thể mang đi du lịch, đi chơi, đi cắm trại hoặc là sử dụng ở nhà đều được nhá. Vì nó có sẵn dây rồi, có sẵn cái dây cả túi đựng luôn. Về các bác xài thôi, 80.000 một cái nha. Đấy. Đây, đó cái này màu sắc lè lè hơn này, còn cái này thì màu nó điềm đạm hơn một chút. Đó, đây chất liệu là dạng dù canvas nhá, thì các bác nằm rất là mát luôn. Đó, cái phần mắt nó rất là thưa, nằm thích cực kỳ luôn. Đó. 80.000 một cái nhá, 80.000 một cái, có cả dây buộc đi kèm luôn nhá, có cả dây buộc đi kèm luôn. Rộng là 1m, dài 1m9 và rộng là 80. Đây các bác cùng coi thực tế về sản phẩm này. Rất là to luôn nhá. Đây, ví dụ như là ba người này, hai trẻ con một người lớn nằm thoải mái rất là to. Đấy, các bác về sử dụng, ví dụ mang đi du lịch, đi chơi, mình đi cắm trại rồi các bác sử dụng ở nhà. Đấy, mang ra vườn ra tược ra gốc cây các bác đeo lên, các bác nằm rất thoải mái, êm ái, ok nhá. 80k một chiếc nhá. Cái lên mã cho em sẽ là cái võng dù nhá. Võng dù. 80k một chiếc.
Tinh dầu muỗi của hacker để về cho bác xài này, về cho bác lắp vào những cái đèn muỗi nhà mình có sẵn đấy. Đấy, nhiều bác là có đèn muỗi rồi nhưng mà tinh dầu hết, thì các bác có thể mua thêm cái lọ nha. Một lọ này là 20 ngàn nhá. Cứ lên mã thì em sẽ được cái lọ tinh dầu đuổi muỗi 20k một lọ này. Về các bác mua các bác lắp vào những cái máy nhà mình đã có sẵn rồi. 20k một lọ thôi. Cái này thì về các bác mở nắp ra, lắp vào cái máy nhà mình đang xài là xong. Đấy, còn tinh dầu thì bên trong nó có sẵn rồi. Tinh dầu thì chuyên dùng để đuổi muỗi nhá. Hàng này thì hàng của hãng Hacker rất là nổi tiếng rồi. Đó, một lọ tinh dầu này dùng khá là nhiều đấy, 480 tiếng cái này dùng được cực kỳ nhiều luôn. An toàn với người. Đấy, rất là ok. Đó, 20k một lọ nhá, tinh dầu đuổi muỗi nhá. Các bác cứ lên mã nha, cho cái lọ tinh dầu đuổi muỗi. Những cái máy đuổi muỗi nhà là các bác lắp vào ok luôn vì nó là quy chuẩn chung rồi nên là lắp hết không nhá. Lắp hết luôn, 20k một lọ này, tinh dầu đuổi muỗi nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái bộ tyro đen trong 6 mũi này. Đấy, 6 mũi nhá, nó sẽ gồm có là 3 4 5 6 8 10. Đấy, 6 mũi với 6 kích cỡ khác nhau. Về chuyên dùng để các bác dùng để tạo gen. Đấy, vừa khoan vừa tạo được gen luôn nhá. Vừa khoan vừa tạo gen đây. Đấy, vừa khoan vừa tạo được gen luôn. Đây. Đấy, phần đầu nó đây. Con này mũi của nó mũi lớn nhất này, mũi lớn nhất của nó là mũi 10 nhá, mũi 10. Đấy, mũi 10. Mũi mũi 3 3 4 5 này. Đấy, 3 4 5 rồi là có 6 8 10 nhá. 3 4 5 6 8 10. Đấy, sẽ có là 6 mũi. Một hộp bộ mũi taro bên trong này bên em đang gửi bác giá một hộp này là 100k. Đấy, 100k nhá. Lên mã thì em sẽ cái hộp taro bên trong 6 mũi. 3 4 5 6 8 10 nhá. 3 4 5 6 8 10. 6 kích cỡ khác nhau. Đó, 100k một hộp này. Dùng để tạo ren trong và khoan nhá. Đấy, khoan và tạo được cả ren trong luôn. Rất là tiện. Tiếp theo thì lên cho bác cái môi múc canh đồ nhà bếp này. Đấy, môi múc canh đồ nhà bếp nhá. Môi này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 40.000 một cái môi nha. 40.000 một cái môi nha. Cái môi canh này thì thực ra thì các bác mua ngoài chợ nó rất là nhiều. Đấy, nhưng quan trọng là mua được những cái môi mà nó chất lượng mà nó dày nha thì rất là hiếm. Đấy, thì đây, bên em có cái mã này. Đấy, hàng thanh lý siêu thị nhá, rất là xịn luôn. Đây này, con nhìn này. Đấy, cực kỳ dày luôn này. Đó, dày lắm. Đây thì em lấy hai cái em gõ cho bác coi, các bác nghe cái tiếng kêu nó này, nó dày dã man luôn, nó cùng cọc cọc ấy. Đấy, có thấy không, nghe có tiếng nó cọc cọc và biết nó dày nào, chứ bình thường những cái loại dạng mỏng nó võ võ nó phèng phèng ở đây. Đấy, các bác biết nó rất là dày. Đấy, lòng môi cũng khá là sâu để các bác múc canh. Nói chung là môi này các bác dùng ở mâm nó rất là vừa, nó không bị dài quá, không bị ngắn quá, dùng để múc canh múc riêu nó rất hợp lý luôn. Đấy, 40.000 một cái này nhá. Lên mã thì em sẽ cái môi múc canh. Đấy, môi múc canh 40k, hàng dày, hàng đẹp, hàng loại xịn đấy con nhá. Đấy, hàng dày này. Đấy, hàng dày đẹp ấy. Con này thì nói chung là các bác xài một cái này thì các bác dùng không biết đến lúc nào mới hỏng luôn. Siêu dày, dày lắm, chắc chắn lắm. Đó, cầm một cái môi này khác hẳn luôn. 40.000 một cái nhá. Lên mã em sẽ cái môi múc canh 40k một cái này. Tiếp theo thì lên luôn cho bác một cái mã cũng nhà bếp này. Đấy, đó là cái rổ chắt nước vo gạo nhá. Đấy, bình thường là các bác hay vo gạo hay chắt nước là các bác hay cho giá rổ. Nhưng con này các bác xúc gạo lên luôn, đong luôn vào đây. Sau đó các bác vo, vo và các bác chắt. Chắt thì ở đây nó sẽ có một cái phần lỗ để các bác chắt này, nó dễ này. Bình thường là các bác chắt là nó hay bị văng gạo ra, nhưng con này này nó có một cái lượt lỗ đây, nó chắt rất là ok. Đấy, không bị văng gạo ra mà nước nó cạn sạch luôn. Đấy, rồi mình dùng để rửa hoa quả, rửa rau cỏ đấy cũng rất là tiện luôn nhá. Đấy, cái gáo này khá là to đấy con nhá, khá là to đấy. Em báo giá luôn, cái này bằng nhựa bác nhá, bằng nhựa 20.000 một cái này. Cứ lên mã thì em sẽ cái rổ chắt nước vo gạo. Đấy, rổ chắt nước vo gạo này 20k. Đấy, 20k một cái rổ chắt nước vo gạo này, chỉ có 20.000 một cái thôi. Giá rất bình dân mà dùng cực kỳ tiện luôn các nhá. Đấy, dùng rất tiện đây. Cho các bác xem một video thực tế về sản phẩm này, dùng hay lắm. Phần tay cầm cũng khá tiện nha các bạn. Đây. Có nhìn này. Dù này vừa có thể giúp bạn vo gạo dễ dàng. Bình thường thì nhà mình hay vo gạo bằng nồi cơm luôn như này, nhưng với cái rổ này thì gạo không bị rơi ra các bạn ạ. Và hơn nữa có thể rửa rau, rửa đỗ hay lọc mì cũng tiện các bạn. Rổ cứng cáp và khá dễ dặn. Và phần tay cầm cũng khá tiện này các bạn. Các bạn thấy không? Các bạn thấy hay bơm dội hàng nghiên cứu nha. Cảm ơn các bạn. Đấy, về các bác có gạo nước rồi là những cái đồ hoa quả đi cho đây rửa, chắt nước cái là xong. Nó có một cái phần chắt nước đây rất là tiện nhá. Rổ vo gạo chắt nước nhá, 20.000 một cái này. Tiếp theo thì lên cho bác một cái cây dìu siêu tầm, hàng của Nga nhá, hàng Nga rất xịn. Cây này cũng em bán khá nhiều, đẹp lắm. Cực kỳ chất lượng, về các bác siêu tầm sử dụng có chặt thái ok luôn nhá. Cây này sẽ gồm có là một cái cây này, đi kèm là một cái bao đựng, bao bọc bên ngoài. Đấy, để bảo vệ cái phần đầu nữa nhá, không bị va chạm. Đó, hàng của Nga rất xịn sò ok luôn. Hàng này của nó sẽ là hàng đúc liền thân, tay cầm ốp gỗ, hai đinh tán đầu, hoa văn các thứ thiết kế cực kỳ đẹp. Đấy, dùng cho anh em
chơi bài sưu tầm. Ở đây thì sẽ in 3D một hình mặt sói đây, rất ok luôn, sắc bén lắm. Con này lưỡi cực kỳ sắc, sắc như lưỡi dao luôn. Đấy, sắc dã man, các bác dùng cẩn thận đứt tay nhá. Đó, ok. Lên mã thì em sẽ lấy cây rìu sói nhá. Cây này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là gì 250.000 một cây, rìu sói của Nga nhá, rìu sói của Nga. Đấy, nó chỉ có 250k thôi mà rất đẳng cấp, rất chất luôn. Đấy, 250k một cái nhá. Lên mã thì em sẽ lấy cây rìu sói này. Đi kèm thì sẽ có một cái bao bao bảo vệ phần đầu rìu các thứ ở đây nha. Ở đây sẽ có đầu lưỡi và ở đằng này một cái đầu nhọn để các bác dùng để phá kính này, rồi là băm bổ ở phần đầu nhọn này, phần trước này chặt chiếc các thứ luôn, ok luôn. Đấy, chắc chắn chất lượng lắm, dùng cực kỳ ok, đầm tay cực kỳ. Đấy, lỗ xỏ dây ok ngon này. Đấy, các bác nhìn này, chất luôn, đẹp luôn. Đấy, quá nét luôn, cực kỳ đẹp nhá. Đấy, sưu tầm sử dụng quá ok. Đấy, đây em lắp cho bác xem cái phần đầu bảo vệ này, nhìn nó khác bọt hẳn luôn này. Đấy, lắp vào cái là kín đáo ok luôn. Đấy, mình có thể là mang đi mang lại rất là tiện nhá. Đấy, đi rừng đi phượt đi chơi. Đó, ok. 250k một cái nhá. Cây rìu sói nhá. 250.000 một cái cây rìu sói này. 250.000 một cái. Lên nhanh cho bác cái con dao chặt giá rẻ rất là xịn này. Đấy, lên mã em cho cây dao chặt mã sẽ là cây dao C3 nhá, dao C3. Mã của nó sẽ là dao C3. Các bác cứ lên mã em sẽ là dao C3. Cây này thì rất là phù hợp cho chị em phụ nữ này. Đấy, hoặc các bác tay yếu xài con này rất ok, dùng để chặt thái là quá hợp lý luôn. Dao chặt C3 nhá. Giá nó thì bình dân thôi, 100.000 một cây này. Con này thì về các bác cứ xài đi, nếu mà không sắc em không lấy tiền bác luôn, dùng cực kỳ thích nhá. Con này thép của nó sắc lắm. Nhà em đang xài cây này khoảng tầm hơn năm nay. Cây này em bán được khoảng tầm hơn năm, từ đợt em dùng em bán em lấy một cây em xài luôn, dùng thích lắm. Chặt trước là rất ok, chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương. Đặc biệt là cho các bác tay phụ nữ này. Đấy, tay yếu này, và các bác tay yếu mà muốn xài một con nhẹ nhẹ tình cảm thôi. Con này nó nặng khoảng tầm 5 6 lạng nhá. Đấy, chặt một con này là rất là hợp lý luôn. Đó, 100.000 một cây này. Đấy, phần trên này thiết kế phần lỗ rỗ rỗ này để tạo cái độ nhám không bị dính này. Đấy, phần dưới thì trơn bình thường. Đấy, có phần lỗ đeo dao ok. Đấy, dao thì bản nó sẽ là bản liền luôn, bản liền thân với lại chuôi luôn, nên là khi mà các bác xài không lo bị long chuôi long cán nhá. Tay cầm thì ốp phần vân gỗ này rất đẹp này, ba đinh tán chắc chắn cực kỳ. Đấy, chặt gà chặt vịt thịt xương, bao chặt bao xài bác luôn nhá. 100.000 một cây này. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cây dao chặt C3 100k một cây, sắc bén cực kỳ luôn, hàng bao sắc bác luôn nhá, sắc lắm, dùng thích lắm. 100k một cây. Lô máy khoan bin nhá, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái máy khoan bin. Đó, hàng mới nguyên hộp nhà hàng thanh lý cửa hàng nên là giá nó rất là phải chăng, dễ mua, dễ sắm. Đấy, nói chung là các bác sử dụng gia đình anh em thợ thuyền nên có một con nhà cực kỳ tiện luôn. Đấy, bình thường là các bác cứ phải xài những con máy điện dây dợ rất là lằng nhằng. Đấy, rồi là đôi khi là mình di chuyển cái thứ rất là khó khăn. Các bác mua cho con này về cực kỳ tiện luôn, khoan được, bắt vít được. Đấy, ok luôn, dùng rất đa năng, dùng được rất nhiều thứ nhá, mà hàng của nó hàng mới nguyên hộp luôn. Đấy, thì giá của nó em báo luôn 380.000 một cái con máy khoan bin như này. Đấy, 380.000 một con là nguyên hộp luôn nhá, nguyên hộp luôn. Đấy, mới keng. Bộ sản phẩm thì em quay luôn cho bác này, sẽ gồm có là một thân máy nhá, một thân máy này. Đó, technology Japan này. Đó, rất ok. Hàng có cấp trượt đầy đủ để cho các bác bắt vít này, có cả phần búa này, có cả phần búa để cho các bác khoan này. Đấy, các bác muốn khoan thì các bác xoáy về phần búa cho em để khoan nó dễ này. Còn nếu các bác muốn bắt vít thì xoáy em về phần bắt vít này, có cả phần cấp trượt nhá. Để khi mà các bác bắt vít là nó không bị trượt vít. Đấy, nó không bị trượt vít nhá. Đấy, tùy chỉnh cấp trượt. Và đây là phần vòng xoay. Đấy, rồi là điều chỉnh tốc độ này. Đấy, điều chỉnh tốc độ cũng như là lực siết nhá. Lực siết thì các bác bóp ở cái phần này cho em. Đấy, tháo ra tháo vào nó rất là tiện này. Đấy, nói chung là con này dùng ok, em xài thử một con khoảng tầm 2 tháng này rồi, thấy rất ok. Đấy, thì em hỏi bên kho còn ít nữa thì người ta cũng đang muốn thanh lý nhanh. Đấy, nên là với có mức giá 358 thôi, chứ bình thường các bác mua ngoài cửa hàng cửa hiệu thì không bao giờ có cái giá 358 luôn, nói thẳng luôn. Đấy, thì nó sẽ gồm có một thân máy này, đi kèm cho bác là hai pin. Đấy, rất ok nhá, hai pin là các bác thoải mái xài luôn, hai pin. Chân pin của nó sẽ là chân pin Makita, chân pin phổ thông, nên là về các bác mà có cái pin này các bác cũng có thể là xài chung được luôn. Đấy. Rồi bên trong nữa thì sẽ có là sạc này, sạc cho pin này. Đấy, sạc cho pin thì các bác cắm vào đây. Đấy, sạc cho pin các bác cắm đây là các bác sạc thôi, cắm trực tiếp vào nguồn 220 nhá. Giấy hướng dẫn sử dụng các thứ này. Đấy, kiểm định các thứ ở đây. Đây này, đấy, dấu kiểm định vẫn còn nguyên này, pad QC này. Rồi bên dưới thì
chi tiết bên dưới thì nó sẽ có là những cái đầu vít này, đầu khoan này, đầu bu lông này, rồi là một cái khúc khỉu để các bác xoáy những cái vị trí góc quất, vị trí khó này. Nói chung là một cái bộ này hoàn chỉnh mà giá nó chỉ có 380.000 thôi thì các bác tội gì mà các bác không mua. Em nói thật với bác luôn, các bác đi mua những cái con máy khoan điện làm cái gì cho nó cồng cành dây dạ lằng nhằng. Em mua ngay cho em một con máy khoan pin này về các bác dùng trải nghiệm. Nói chung là nó khác hẳn, nó khác bỏ hẳn so với cái dòng điện luôn các bạn. Dùng thích cực kỳ, máy rất khỏe nhá. Khoan rồi là bắt vít các thứ cho em là cứ tỏa con gà mái luôn. Đấy, chinh chiến rầm rã luôn. Đấy, có cả tốc độ 1 này, vừa này. Đấy, nhanh mạnh này. Đấy, rất ngon luôn nhá. Đấy, máy khỏe lắm, có cả đèn trợ sáng ok luôn. Đấy, chắc chắn chất lượng ok. Rồi, đó thì tổng quan một con máy này, một thân máy, hai pin đi kèm lại cái phụ kiện nguyên hộp luôn. Đấy, gửi kèm thôi bác là cả cái hộp đựng luôn. Là 380.000. Đấy, 380.000. Chỉ có riêng xúc tín hiệu với cái giá là thật sự các bác luôn, các bác đi không có những cái giá gì à. Đấy, hai pin một máy nhá, hai pin một máy, phụ kiện đi kèm đầy đủ, sạc siêu ok. 380k nguyên hộp. Lên mã giúp cho em sẽ là cái con máy khoan pin các bác nhá. Máy khoan pin. Hàng rất chất lượng chắc chắn luôn. Đấy, nói chung là lên chuyển sang cái dòng này dùng nó tiện lắm ạ, dùng tiện vô cùng luôn. Đấy, dùng tiện dã man. Chứ các bác cứ lỉnh kỉnh cái con máy khoan điện nó dây dạo nó lằng nhằng lắm, đôi khi mình di chuyển vận chuyển nó khó. Đây, con này cứ cầm cái là thích mang đi đâu mang, bắt đâu bắt, khoan đâu khoan, tiện cực kỳ mà nhẹ nhàng, dễ dùng dễ sử dụng quá nhá. 380 nhá, 380. Đấy các bác chốt nhanh thôi, cái này thì hàng có hạn lắm nhá, không có nhiều đâu, số lượng chắc khoảng tầm 20-30 bộ thôi. Đấy thì các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn. 380. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái lô súng bắn ghim nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái súng bắn ghim này. Đấy, cái này thì chắc là nhiều bác biết rồi. Đấy, các bác nào mà hay thợ thuyền này, rồi các bác hay bắn bình ghim các thứ rồi. Đó, bình thường là các bác hay dùng súng hơi, nhưng mà con này nó dùng cái lực lò xo nên là không cần phải dây dạ lằng nhằng, tiện cho việc vận chuyển di chuyển, hoặc là các bác xài gia đình mình dùng ít thôi. Đấy, mình dùng ít, mình dùng cái dòng này rất là tiện luôn. Đấy, hàng này của hãng GS nhá. Hàng này thì nó cũng là hàng thanh lý cửa hàng. Có cái là nó bị mất hộp rồi, mất vỏ hộp rồi, nhưng mà vẫn còn mới keng luôn nhá. Đấy, vẫn còn mới keng luôn. Có những con là chưa xài lần nào. Đấy, mới keng luôn này. Đấy, mới đẹp lắm, hàng mới đẹp. Ok. Đấy, thì về các bác xài các bác mua ghim, sau đó các bác cho vào cái lỗ này. Đấy, cho vào cái lỗ này là các bác tống ghim vào, sau đó là các bác ngắm cái chỗ nào các bác cần bắn là các bác bóp cò xem cái là bóp cò xem cái là phịch là ok. Có thế thôi. Rất ok. Đấy, nó sẽ có phù hợp với các loại ghim này. Ba loại ghim này, 10 đến 12 các thứ này, 10 14 này, 4 đến 14 này. Đấy, có ba loại ghim nó phù hợp với lại cái súng này không nhá. Đấy, để các bác cho vào các bác bắn nhá. Cái ghim này thì các bác ra cửa hàng cái hiệu nó bán rất là nhiều. Đấy, cái này thì hàng thanh lý cửa hàng nên là em chỉ còn mỗi cái súng này thôi. Đấy, thì em cũng báo giá yêu thương bác luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây súng bắn ghim. Đó, 80.000 một cái cây súng bắn ghim này. Đấy, 80.000 thôi. Giá siêu hạt rẻ luôn đấy, chứ bình thường là các bác ra cửa hàng ấy không bao giờ có cái giá 80.000 đâu. Một cây này ít rơi còn tầm 120 cho đến 150.000 một cái. Thực sự gấp luôn. Đấy, gửi bác là giá 80k. Đấy, hàng này thì nó là hàng bãi, hàng thanh lý cửa hàng thì đôi khi vận chuyển nó cũng có một chút xày xước này, thì các bác thông cảm với em. Nói chung là nó phù hợp với giá tiền, còn chất lượng thì em bảo đảm bác luôn, hàng mới keng chưa dùng xài lần nào vẫn còn ok chắc chắn. Đấy, hàng bao dùng bao xài các bác nghe tiếng không biết rồi. Đấy, tiếng nó bành rồi này. Đó, súng bắn ghim nhá, 80.000. Về cái này thì các bác tự mua ghim nhá, ra cửa hàng các bác tự mua ghim các bác lắp vào các bác xài. Đấy, còn nếu mà về, nếu mà em để hỏi xong có ghim không thì em bán thêm bác, nhưng mà sợ không có thì thôi em cứ bán súng trước nhá. Đấy, các bác nào mua súng thì mua 80.000 một con súng bắn ghim nhá, 80.000 một con. Đấy, nói chung là dùng khá là nhiều việc đấy, đôi khi các bác rất là cần. Bình thường là các bác cứ phải dùng đinh các thứ là các thứ lỉnh kỉnh đây, con này chỉ việc là cho ghim vào dí vào cái chỗ các bác cần bắn cái thì cái là xong. Đó, thế là dính vào luôn, đỡ cần phải đinh nhức là lằng nhằng mà tiện cực kỳ. 80k một cái thôi nhá, súng bắn ghim. Rồi hôm nay cũng về một cái mã hàng cũng rất hay, đó là cái đầu chuyển từ bu lông sang vít này. Đấy, một cái giải pháp cho các bác nào đang xài máy bu lông nhá, đang xài máy bu lông đầu 1/2, đầu 1/2. Bình thường là các bác xài máy bu lông hay là các bác chỉ cho vào xong các bác xoáy bu lông thôi, không xoáy được vít. Đấy thì có một cái giải pháp cho các bác là các bác lắp thêm cái đầu này vào. Đấy thì cái đầu này nó sẽ là chuyển từ bu lông, đấy, từ máy bu lông thành máy vít luôn. Đấy thì về thì các bác lắp vào cái đầu bu lông như mình. Đầu của nó sẽ là đầu bu lông 1/2 nhá, đầu 1/2. Lắp vào sau đó các bác
lắp đầu vít đây, thế là các bác vặn vít thôi. Đấy, rất ok. Đó đi, con này thì giá nó hạt rẻ thôi. 20.000 một cái đầu nha. Đấy, 20.000 một cái đầu nha. Thì các bác cứ lên mã giúp em xem cái đầu chuyển từ bu lông sang vít các bác nhá. Đầu chuyển từ bu lông sang vít 20k một cái đầu nha các bác nhá. 20k một cái đầu này. Đấy, hàng bãi rất là xịn, chắc chắn ok. Đây. Đấy, hàng này thì cũng vận chuyển hơi xây xước một chút nhưng mà cũng cam kết bác là hàng mới. Ok luôn. À, đầu chuyển từ bu lông. Đấy, từ bu lông sang vít. Về các bác có cái máy bu lông lắp vào, đầu của nó sẽ là đầu bu lông 1/2 các bác nhá. Đầu bu lông 1/2 lắp vào. Sau đó các bác lắp đầu vít vào đây. Đấy, kéo cái này xuống cho em này, cho cái đầu vít vào, thả tay cái là nó khớp, bám chặt đầu vít được luôn. Chắc chắn ok luôn, nó siết chặt đầu vít luôn. Về các bác dùng để vặn vít, bắn vít nhá. Đấy, máy bu lông bình thường là các bác hay để không, nhưng mà mua cái này về là thành được vừa dùng được cả hai luôn, vừa dùng được bắn siết bu lông, vừa dùng được sang máy vít nữa các bác nhá. Đó. Đầu chuyển bu lông sang vít 20.000 một cái đầu này các bác nhá. 20.000 một cái đầu này. Đó. Hàng thép dày chắc chắn lắm, đầu 1/2 các bác. À, nhiều bác thì hỏi bên em có lưỡi dao giấy không thì có luôn đấy bác nhá. Đấy, một hộp lưỡi dao giấy hàng bãi Nhật, Yamamoto này. Đấy, một hộp này thì 10 lưỡi, em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 10.000 một hộp này. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái hộp lưỡi dao dọc giấy 10 lưỡi nhá. Đấy, hộp lưỡi dao dọc giấy 10 lưỡi, một hộp này là 10k một hộp. Đó, chỉ có 10.000 một hộp thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy, lưỡi rất là sắc bén nhá. Đây. Bóc cho bác xem hộp này. Một hộp là 10 lưỡi, về các bác xài thoải mái luôn, xài cả năm rồi. Đây. Đó, một hộp là 10 lưỡi. Có sẵn trong này rồi. À, nhiều bác hỏi là về là đếm không đủ thì nhớ giúp em là hàng bên em là đóng đủ nhá. Chỉ có cái là về các bác mở ra thì đôi khi là lưỡi nó sẽ dính vào nhau này, thì về các bác mở ra nhá. Đấy, tách nó ra. Thì với các bác đếm nó mới đủ được. Đôi khi nó dính với nhau đấy, vì để là cái này nó là mặt phẳng mà nó hay dính với nhau lắm. Đấy, dòng thép SK5 này, lưỡi là lưỡi 0.6 nhá, lưỡi 0.6 phù hợp cho hầu như là hầu hết các loại dao giấy hiện tại. Đó, lưỡi của Yamamoto rất xịn sò. Một hộp là 10 lưỡi với giá sẽ là 10.000. Cứ lên mã thì em sẽ là hộp lưỡi dao giấy nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái cây xúc đá này. Lên mã thì em sẽ là cái cây xúc đá các bác nhá, cây xúc đá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã xúc đá này. Đấy, xúc đá rồi là xúc gạo rồi là xúc bột các thứ này, về các bác dùng rất là tiện luôn. Inox 3x4 nhá, chắc chắn dày dẫn lắm. Đó. Con này thì em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá một cái cây xúc đá như này, giá sẽ là đi 50k một cây. Các bác cứ lên mã cho em sẽ được cái cây xúc đá này. Đấy, xúc đá, xúc gạo, xúc bột này. 50.000. Đấy, 50.000 một cây này. Đấy, chỉ có 50.000 một cây thôi mà tiện cực kỳ luôn. Bình thường là các bác cứ phải dùng âu bét các thứ là xúc nó rất là bất tiện đấy. Con này ở đây nó có cả phần tay cầm này, cả phần móc đeo này, cầm các bác xúc cái thế là xong. Xúc cái các bác đong gạo, đong bột, rồi là đong đỗ, đong ngô thứ là tiện cực kỳ đấy. Rồi là cả đá đi các thứ là xúc đá ra những cái hòn đá to lồng cổng xúc ok luôn. Đó, 50k một cái nhá, 50.000 một cái xúc đá nha. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã dây thít này, dây thít nhá, dây thít, dây lạt, dây thít ấy. Đấy, hàng này thì về chỉ việc xỏ vào sau đó mình thít vào thôi. Đấy, về các bác thít đường ống, đường điện là thứ này tiện cực kỳ luôn. Bình thường là các bác có phải dây dặn lằng nhằng, như con này chỉ việc siết vào, thiết vào là xong, chắc chắn cực kỳ luôn. Đấy, hiện tại bên em nó có hai mã là một mã dây dài và một mã dây ngắn nhá. Và bên em đang bán đồng giá là cứ 30.000 một túi như này. Một túi này sẽ có trọng lượng thì quy đổi là 250g. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái túi thít ngắn này. Thít ngắn này thì sẽ có giá là 30k. Và cái túi thít dài này thì cũng là 30k luôn. Thít dài sẽ có chiều dài là 30. Đấy, 30cm các bác nhá, 30cm. Với trọng lượng là 250g. Đấy, 250g vào khoảng tầm 2 lạng rưỡi đấy các bác nhá. Ở miền Bắc hay gọi là 2 lạng rưỡi. Đấy, còn chuẩn của nó thì nó sẽ quy đổi theo trọng lượng rồi. 250g một cái túi thít dài nha. Là 30 nhá, thít dài 30 đấy. Đấy, giá của nó sẽ là 30.000 luôn. Đấy, 30.000 luôn. Còn cái dòng ngắn nha. Ngắn thì là 20. Đấy, 4 x 20 này. Cũng là 250g với mức giá cũng là 30.000 luôn, thì các bác cứ lấy loại nào báo nha. Nói chung là có hai loại nhá. Một loại dài 30 và một loại dài 20 thì em hay gọi là thít ngắn và là túi thít dài. Thì các bác lấy loại nào cứ báo nha. Còn đồng giá là cứ 30.000 một túi, lấy loại nào báo em nhá. Đấy, thít về dùng rất tiện luôn, là thít dây điện dây đó một thứ này, dùng rất tiện đấy, chỉ việc xỏ vào chiết vào xong đấy là thít ấy. Đó, 30k một túi, thít dài thít ngắn bằng tiền nhau, lấy là báo em nhá. Và tiếp theo thì cũng là cái lô hàng thanh lý công ty này. Đấy, đó là cái mã dây nguồn 5m và 3m nhá, em báo giá luôn. 5m thì mình em nó có giá là 35.000, 3m thì 25.000. Đây, đây cái loại 3m này. Đấy, 3m. Còn đây là cái loại
5m đây này, 5m đấy, dài một chút đấy, thì tùy nhu cầu các bác lấy nào thì báo nha. Đấy, thích dài thì lấy lại 5m, thích ngắn lấy lại 3m. Cái ổ này thì hàng của công ty sao nào, nó cái công ty gì nhỉ, Omisu này. Đấy, Omisu, cái này thì chắc nhiều bác biết rồi này. Đấy, Omisu ổ cắm chống cháy này, chống vỡ này, ISO 901/2015 này. Đấy, Omisu ai cũng bảo là nồi đồng cuối đá. Đấy, các bác biết nha, câu slogan này các bác biết rồi, rất chất lượng rồi. Đấy, dây rất mềm, hàng bao đồng chuẩn 100% luôn. Đấy, nó sẽ có là một cái phích như này để các bác cắm vào nguồn, và đi ra thì nó sẽ có là một cái phích âm nha, để các bác tiếp nguồn cho những cái dây khác. Đấy, ví dụ hoặc là những cái thiết bị điện, quạt điện, bóng đèn các thứ ra. Đấy, các bác xài cái dây này cũng ok, nó là một cái dây để nối dài ra. Đấy, một cái dây để nối dài ra, nói chung là xài trong gia đình một cái dây này thì cũng khá là tiện đấy các bạn, khá là tiện đấy, lắm lúc rất là cần luôn. Đôi khi nó chỉ còn thiếu một tí thôi, các bác cần ánh sáng hay là cần quạt ra những cái chỗ đấy cần thiết mà các bác phải nối dài ổ ra, nó rất là mất công, hoặc là nó thiếu một tí thôi đấy, thì mình mua cái dây này về. Đấy, mình ấy, hoặc là nhà nhiều công nhiều việc, đôi khi là cắm quạt, cắm quậy, cắm bóng, cắm biết các thứ ra, rồi cắm thiết bị điện, các bác mua dây này về cho em là ok. Đấy. À, dây này là cuộn này, cuộn to, cuộn 5m này, 5m thì sẽ có giá là 35.000. Đấy, còn nếu cuộn 3m thì 25.000. Đấy, thì cái lấy cuộn nào thì báo cho em nhá. Đấy, cứ lên mã thì em sẽ là cái dây nguồn kèm cái cả cái phích âm nha, là 5m là 35.000 nhá. Còn cái loại 3m thì là 25.000. Đấy, thì cứ lấy mã nào báo nha, em sẽ nhà nó bác mã đấy nhá. Đấy, hai mã, một mã 35.000 là 5m, một mã 25.000 là 3m cũng nhá. Đó, đây. Đó, giá thì em công khai rồi. Đấy, các bác ưng cái mã nào thì cứ gọi điện trực tiếp nhá. Hai số điện thoại đang để trên mình. Lưu ý giúp em là khi mà mua hàng thì nhớ giúp em là trên 200, miễn phí ship cho bác luôn nhá. Rồi, cũng là cái lô hàng công ty luôn. Đó, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái củ nguồn 12V. Đấy, hàng xịn nhá, hàng loại xịn luôn đấy. Hàng xịn nhưng mà giá thì lại rất là rẻ, 130.000 một cái củ này. Đấy, 130.000. Hàng của ACBL này. Adapter nhá, adapter. Output ra 12V. Công suất của nó sẽ là 10A. Đấy, về các bác xài sử dụng khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Về cái nguồn 12V này rất là cần này. Đấy, về các bác có thể là chế cháo hoặc là dùng nguồn 12V. Nhiều thiết bị nó dùng xài nguồn 12V mà. Đấy, nên các bác mua cho em cái củ nguồn này về. Bình thường thay vì các bác xài ắc quy thì các bác mua cái củ nguồn này về để các bác thay xài thay ắc quy, vì cái nguồn điện nó ra nó ổn định, và thứ hai là nó khỏe các bạn. Đấy, công suất nó lên đến 10A cơ. Dòng đẩy lên 10A đấy, khá là ok. Hàng là hàng công ty, hàng loại xịn nhá. Đấy, có cả đèn báo các bác xài luôn. Đấy, có cả đèn báo luôn. Thì đây. Hàng này là chuyên dùng cho những cái thiết bị chuyên dụng ấy, hàng công ty ấy, nhưng mà ôm lô thanh lý được. Nó sẽ có là đây là một cái đầu ra này, đấy, một cái đầu ra rắc của nó đây này. Đấy, rắc này. Đấy, và một cái đầu đây là đầu nguồn vào. Đấy, thì các bác cấp nguồn. Còn đây là cái đầu ra. Đấy, em sẽ quay kỹ cho bác cái đầu ra nhá. Đấy, đầu ra của nó này. Đó, về các bác có thể chế hoặc là mình cắt đi, mình đấu sang cái dây khác cũng được. Đó, thì củ nguồn nhá, củ nguồn 12V 10A. Đấy, củ nguồn 12V 10A. Hàng công ty nhá, hàng xịn, hàng công ty đấy nhá. Đó, 130.000 một cái củ này, cầm nặng trịch luôn. Đấy, cầm nặng trịch, có đèn báo nhá. Nhớ cho em là có đèn báo, cầm nặng lắm, to dã man luôn. Đây này, các bạn nhìn này, cả đúng như các bàn tay em luôn. To kinh khủng khiếp. Đấy, củ nguồn rất to luôn. Nặng lắm, cầm thích cực đi. Đây, đấy, một bộ này là 130.000 nhá. Củ nguồn 12V 10A. Đấy, củ nguồn 12V 10A. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái cục adapter hoặc là cái củ nguồn 12V 10A. Đấy, con này thì cấp nguồn vào của nó sẽ là input từ 100 đến 240V 50-60Hz 105A, và output ra của nó sẽ là 12V 10A. Đấy, hàng xịn, hàng công ty nhá. 130k nhá, 130.000. Rồi, tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái thắt lưng và ví da. Thắt lưng và ví da bò của Mỹ. Đấy, nhiều bác hỏi lắm nhưng mà đang bán hết hàng. Hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Và bữa trước bác nào mà chưa mua được thì hôm nay các bác tranh thủ mua luôn giúp em đi. Không là số lượng hạn các bác nhá, không có nhiều đâu. Đấy, thì về chắc khoảng tầm vài chục giây thôi. Hàng này thì nó cứ về nhỏ giọt lắm ạ, không có sẵn hàng như bình những sản phẩm khác đâu. Thì đây. Hiện tại thì đang có hai màu là màu đen và màu nâu. Thì các bác lấy màu nào báo cho em đây. Đấy, màu đen và màu nâu này em quay cho bác coi này. Đấy, con này là màu nâu này, con này màu đen này. Đấy, còn mặt của nó thì nói chung là quá đẹp rồi. Mặt của nó thì không có gì phải chê rồi, mặt cực kỳ sang. Nhìn thiết kế rất là đơn giản thôi nhưng mà nhìn cực kỳ sang và cuốn hút luôn. Đấy, thì ơi. Hàng made in USA đấy bác coi luôn nhá. Đó,
Made in USA. Đấy, các bác biết về chất lượng rồi. Da thì bên em sẽ bảo hành cho bác luôn. Riêng dòng này em bên em bảo hành da bác luôn. Cam kết các bác là da bò thật 100%, bảo hành cho bác 2 năm sử dụng. Về các bác xài mà có vấn đề gì bong chóc hay là nổ da hay là như thế nào, bên em sẽ đổi trả cho bác dây mới luôn. Cam kết với các bác là da bò thật 100%, dùng thích cực kỳ luôn. Cái này bên em bán siêu nhiều đến nỗi là không có hàng bán luôn, cứ về đến đâu hết đấy. Nên các bác tranh thủ mà chốt nhanh luôn nhá. Đấy thì lên mã giúp cho em sẽ là cái dây thắt lưng da bò Mỹ. Đấy, dây thắt lưng da bò Mỹ thì bên em sẽ bán giá của nó sẽ là 180.000 một sợi, 180k dây dây thắt lưng da bò Mỹ. Có hai màu là nâu các bác nhá, nâu và đen. Lấy màu nào thì báo em để em nhặt cho bác màu đấy nhá. Nâu và đen 180.000 một sợi này, dây thắt lưng da bò của Mỹ nhá. Đấy, hàng made in USA, hàng cam kết da bò thật 100%, bảo hành da cho bác luôn. Đây, đấy, hai màu là nâu và đen. Rồi, ngoài ra thì sẽ có thêm cho bác là ví này. Ví các bác nhá, ví ví cũng rất đẹp luôn, ví da bò khâu tay cũng hai màu nâu và đen, và với cái mức giá thì cũng rất là hạt rẻ thôi. 140.000 một cái ví như này, 140k. Yến ơi. Dạ. Bán cái ví đây. 140k, lên mã giúp cho em sẽ là ví da bò khâu tay nâu và đen nhá, nâu và đen. Là có hai màu luôn, là 140.000 một cái ví nha. Đấy, 140k. Ví của anh đâu? Đây các bác đợi chút để em quay cái ví mới đây, còn đây để em lấy cái ví em dùng hơn 2 năm đây cho bác luôn. Hàng da này thì ví này em bên em cũng bảo hành cho bác là 2 năm luôn. Về vấn đề da nổ hay da bong chóc cũng cam kết các bác là da thật 100%. Đây, toàn bộ của nó là viền khâu luôn này, rất đẹp và xịn luôn. Đấy, made in USA nhá. Cực kỳ nhiều ngăn cho các bác đựng này, có những ngăn nhỏ để các bác đựng thẻ này, đựng giấy tờ, căn cước rồi là bằng lái xe, đăng ký xe, các bác đựng vào những ngăn nhỏ này. Còn những ngăn lớn thì các bác đựng tiền. Đấy, có một ngăn, hai ngăn, ba ngăn đựng tiền luôn. Có một cái ngăn khóa, ngăn riêng ra để các bác xài. Đấy, đây riêng với cái dòng này là các bác cứ xài càng bóng đây này. Cái con này em xài chắc ở khoảng tầm năm nay, chắc là năm thứ ba rồi. Năm nay là năm thứ ba rồi. Đây này các bác nhìn này, càng xài càng bóng càng đẹp luôn. Đấy, bình thường là các bác nhìn này là nó không bóng mấy đâu, nhưng mà các bác nhìn này, càng xài nó càng bóng. Riêng cái dòng này nó cái hay của nó là cái da thật nó rất là hay, là cứ càng xài càng bóng đây này. Cái này em đang xài của anh em đây. Đấy, rất ok luôn các bác nhá. Đựng thẻ, đựng giấy tờ các thứ là quá ok luôn. Đấy, rất ok. Rồi, đấy là cái ví. Thì có hai mã nhá, là một mã màu nâu và một mã màu đen. Chính bản thân em cũng đang xài hai cái sản phẩm này luôn, nên em thấy rất là chất lượng và em nhập về cho bác bán cho bác luôn. Đó thì hai màu là màu nâu màu đen. Thì 140.000 một cái, lên mã giúp cho em sẽ là ví da bò khâu tay màu nâu và màu đen. Lấy màu nào báo cho em nhá. Nhớ giúp em là xem kỹ màu, lấy màu nào báo cho em, cân đối màu giúp em nhá. Không đến nơi các bác lại bảo là không ưng cái màu này, nó rất là khó, gửi đi gửi về nó mất công. Đấy, ưng màu nào báo cho em. 140.000 ví da bò khâu tay màu nâu đen. Thắt lưng cũng thế, nâu và đen, 180.000 một sợi. Đó thì lấy màu nào báo cho em. Nhớ giúp em là hàng này là hàng số lượng của hạng lắm nhá, không có nhiều đâu, nên là các bác tranh thủ mà bác nào chưa mua được thì hôm nay tranh thủ chốt đơn nhanh luôn đi. Cứ lương lự xong đến lúc là bên em báo hết hàng, các bác bảo là bán nhanh thế rồi là không để lại cho tôi, thứ là nó rất là mất công, đôi khi rất là khó cho anh em. Đấy thì các bác tranh thủ chốt luôn giúp em nhá. Đó, 180.000 một sợi thắt lưng nâu đen, 140.000 một chiếc ví da bò khâu tay nâu và đen các bác nhá. Lô cho bác đó là cái lô bảng điện, hàng cũng là hàng hàng thanh lý công ty nhá, rất là xịn luôn. Bảng này thì đã lắp đặt sẵn rồi. Đó thì em báo giá bác luôn, giá nó chỉ có 80.000 một cái bảng này thôi. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bảng điện đấu sẵn nhá, 80.000 một cái bảng này. Đấy, một cái bảng này thì nó sẽ gồm có là một cái automat này. Đấy, automat nhá, cái automat chống chập này. Đấy, và đồng thời là một cái công tắc để các bác là một cái con át để các bác bật tắt ngắt cái bảng điện này luôn, rất an toàn nhá. Đi kèm cho bác là hai cái công tắc để bác đấu vào những cái quả bóng đèn các thứ giờ để các bác bật tắt đèn. Và bên dưới này là một cái ổ ba chân. Đấy, ổ ba lỗ này. Đấy, có lỗ cắm các thứ đầy đủ và có cả đèn báo luôn, rất là xịn nhá. Hàng công ty, hàng lại xịn, hàng vẫn là nguyên bao bì nhá, chứ không phải hàng linh tinh đâu. Rất ok. Hàng này thì của Việt Nam nhá. Đấy, thiết bị điện Việt Nam này, Fan Gold này. Đấy, chất lượng tạo thương hiệu này, rất là xịn luôn đấy. Thì hàng này đấu sẵn rồi thì em hướng dẫn các bác luôn. Nó thì khi mà về thì các bác mở chem cái nắp ở cái CB này ra. Đấy, mở cái nắp này ra. Sau đó là các bác đấu nguồn vào cho em thì nó sẽ để trống nha. Đấy, thì các bác đấu trực tiếp nguồn điện lên cho em này. Đó. Khi mà các bác đấu nguồn điện vào đây thì nó sẽ cấp nguồn cho những cái
công tắc ổ cắm này thì ổ cắm thì đã đấu sẵn rồi, còn công tắc thì sẽ để ra hai dây chờ là hai dây nóng này. Đấy, để ra hai dây chờ hai dây nóng nha các bác nhá, hai dây nóng này. Đó, và một cái dây mát đây này để các bác đấu vào những cái công tắc thiết bị điện nhá. Còn cái ổ cắm này là có sẵn rồi. Thì khi mà các bác mở ra thì các bác nhớ nhìn kỹ giúp em là đấu bên nóng bên nào, bên lửa bên nào nhá. Thì ở đây nó còn đã có phân biệt dây sẵn đây này. Đấy, dây là dây dây bên đỏ là dây nóng này, dây nguội là dây màu trắng này. Đấy, có đấu sẵn thì các bác nhớ cho em là đấu đúng giúp em nhá. Đấu đúng ấy giúp em để khi mà các bác vào cái công tắc này thì các bác đấu là nó không bị ngược công tắc. Các bác đấu là ngược thì nó cũng được thôi, nhưng mà khi mà các bác bật tắt thì nó sẽ bị ngược. Đấy, các bác hình dung như thế. Đấy là khi mà ví dụ các bác bật tắt là ví dụ các bác muốn bật lên là nó sẽ lại tắt đi, và tắt đi thì nó sẽ thành bật lên thì nó sẽ bị ngược. Đấy, nó cũng được thôi nhưng có cái là nó sẽ ngược. Thì các bác nhớ cho là đấu đúng nhá. Thì ở đây nó đã đấu sẵn ở đây như này rồi. Thì cái phần trên này các bác đấu đúng chứ em. Đấy thì đỏ vào đỏ và nóng vào nóng và nguội vào nguội, có thế thôi. Đấy thì về mở ra đấu cho em hai cái dây nguồn vào đây. Đấy, và các bác cấp nguồn cho cái bảng điện này, và còn lại là cái dây này bên em đã để chờ này, các bác tuốt dây nó ra đấu vào những cái thiết bị điện như bóng đèn các thứ này, thế là xong. Còn đi kèm thì trong túi này nó sẽ có cả nỏ đây này, có cả nỏ cả ấy để cho các bác về bắt vào tường nhá, bắt vào tường, bắt vào bảng gỗ thứ là ok. Đây này, đấy, nó có cả sẵn nỏ luôn, rất là đầy đủ luôn nhá. Hàng thanh lý công ty số lượng hạn nha các bác nhá, không có nhiều đâu. Đấy, giá nó chỉ có 80.000 thôi. Bình thường các bác mua ra thị trường, các bác mua mà bằng này thiết bị mà chưa có đấu sẵn luôn thì nó phải rơi khoảng tầm hơn trăm, trăm rưỡi rồi. Nguyên một cái bộ này đấy còn chưa đấu nha, đây hàng đấu sẵn rồi mà nó giá nó chỉ có 80.000 thôi. Giá rất hạt rẻ luôn. Đấy, các bác tranh thủ mà cần thì các bác mua luôn. Đấy, về mình thay những cái bảng điện này mình nó bị cũ thứ rồi. Bảng điện đấu sẵn nhá, 80.000 một cái bảng nha. Hàng rất xịn sò, ok. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái dây nguồn nồi cơm. Đấy, thì em cứ lên mã giúp các bác, cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dây nguồn nồi cơm. Đấy, hàng cũng là hàng thanh lý công ty rất là xịn luôn. Đó thì em cái dây nguồn này thì sẽ có chiều dài là 1m7 này. Em báo giá luôn, bên em đang gửi bác là 30.000. Cái dây này thì nó sản xuất để chuyên cho bác cắm nồi cơm này, rồi là những cái thiết bị điện ví dụ như là nồi cơm, nồi lẩu, bếp từ. Đấy, vì đây là có nhìn này. Đấy, chạc của nó ra chạc 3 này. Đấy, nó là cái kích cỡ phổ thông để về các bác cắm những cái dây nồi cơm nhà mình không may nó bị hỏng, bị cháy các thứ giờ thì các bác mua cho em cái dây để về. Dây rất mềm luôn, dây mềm và phần ổ phần phích đúc rất chắc chắn nhá, dùng cực kỳ thích luôn. Đó, dây mềm lắm, dùng thích lắm. Đó, hàng đạt tiêu chuẩn Việt Nam nhá, đây này. Đấy, đây này. Có in đây này. Đấy, tiêu chuẩn Việt Nam này 2013/1994 này. Đấy, hàng xịn luôn các bác, chứ không hàng lính tinh đâu. Đấy, hàng rất xịn nhá, cầm dây biết luôn. Đó, dây các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái dây nguồn nồi cơm nhau nhá, dây nguồn nồi cơm. Đó, dài 1m7 nhá, nhớ cho em là dài 1m7, giá của nó sẽ là 30.000 về để các bác thay những cái con nồi cơm. Đấy, những cái dây nồi cơm như mình bị hỏng, dây nồi cơm, dây bếp từ, dây ấm siêu tốc có thứ rồi, nhiều dây nó dùng cái chân này. Còn nếu không thì các bác về thì mình có thể dùng chế cháo, ví dụ như là những cái máy khoan, máy mài, máy cắt, các bác cũng muốn dùng cái dây này thì mình cắt luôn cái đầu ra cho em. Đấy, cắt cái đầu ra cho em được, bỏ cái đầu đi. Đấy, mình đấu luôn là máy khoan, máy mài, máy cắt cũng ok luôn. Đấy, dùng cái dây này cũng quá ok luôn. Đấy, rất là ngon nhá. Đó, 30.000 một cái dây này. Dây nguồn nồi cơm dài 1m7 nhá. Giá sẽ là 30.000 một dây này. Đấy, hàng cũng hàng công ty thanh lý rất là xịn luôn đấy. À, tiếp theo thì em về một ít kia lô pin của Sony, lên mã giúp em sẽ là pin 3V nhá, pin 3V. Thì bên em sẽ bán cho bác một cái mức giá rất là hạt rẻ thôi. À, một vỉ nha, thì bên em sẽ gửi bác là 20.000 cho một vỉ nha, là sẽ có là 5 viên nhá. Bên em sẽ bán là một lúc là một vỉ 5 viên luôn, không bán lẻ nhá. Nhớ giúp em là hàng pin này bên em không bán lẻ vì giá nó rất là hạt rẻ rồi. Đấy, giá nó rất là bình dân rồi, giá nó rất là rẻ rồi nên bên em không tách lẻ nhá. Bán một lúc là một vỉ 5 viên này luôn. Đó, thì cứ lên mã giúp em sẽ là pin 3V, hàng của Sony này. Mã của nó sẽ là CR2032. Cái pin này thì chắc là các bác nhiều các bác biết pin này rồi. Nó dùng cho điều khiển này, đồng hồ này, đấy, rồi là rất nhiều những thiết bị nó dùng cái pin này. Đấy, cái pin này mã CR2032 này là nhiều bác biết đây này. Đó. Cứ lên mã dưới em sẽ là pin 3V của Sony nhá. Đấy, pin 3V của Sony. 20.000 một vỉ nhá. Đấy, 20.000 một vỉ 5 viên nhá. Đấy, bán combo là một vỉ luôn nhá, không bán lẻ nhá các bác nhá. Nhớ giúp em là không bán lẻ, hàng này hàng không tách lẻ, hàng là bán theo vỉ luôn. Là một vỉ nhá là 20.000, 5 viên luôn. Về các bác xài. Đấy, về các bác xài đủ các kiểu lắp rồi là mình sử dụng rất ok, mà cái này các bác để được lâu, hạn sử dụng của nó lên đến là 2034 này, nên các bác dùng thoải mái cho em luôn. Đấy, hàng của Nhật có nhá, made in Japan đấy, hàng xịn luôn đấy. Đó, pin 3V của Sony nhá,
20.000 một vỉ 5 viên. Đó, mã sẽ là CR2032 các bác nhá. Tiếp theo thì em về thêm cho bác đó là cái dây dây nguồn DC nhá, dây nguồn DC được cái. Cái dây DC này thì các bác hiểu thế, có mã DC thì nó là điện DC. Điện DC tức là điện một chiều. Đấy, điện một chiều thì ví dụ như là điện 12V, điện 24V cái thứ rồi. Những cái dòng điện thấp ấy, dòng điện một chiều thì các bác xài cho em cái dây này là rất ok. Đấy, nó sẽ có là đầu đực đầu cái thì bên em sẽ bán cho cặp nhá. Đấy thì combo 3 cặp dây DC đực cái thì sẽ có giá là 10.000. Đó, đây. Combo của nó sẽ là 3 dây 33 cặp nha. Đấy 3 cặp nha. Đấy 1 cặp này. Đó. 2 cặp này. 3 cặp này. Đấy để về các bác dùng cho chuyên cho điện DC nhá. Nhớ giúp em là dùng cho điện DC nhá. Các bác dùng cho điện 220 là không được đâu. Đấy dùng là dùng điện DC, điện một chiều ấy. Đó điện cho bình ắc quy rồi là điện 12 24V là ok nhá. Còn dùng cho điện 220 nó giật chết người luôn đấy. Đấy nhớ giúp em là dùng cho điện ấy thôi, dùng cho điện DC thôi. Thì về các bác có thể ví dụ như là mình làm những cái cổng kết nối này đấy, để ví dụ là nối dài hoặc là ví dụ như là kết nối những cái nguồn điện DC với nhau đấy. Bình thường là các bác cứ phải đấu đi các thứ là nó lằng nhằng, thì đây thay vì đấu thì các bác dùng những cái rắc nối này nó rất là đẹp này đấy. Thứ hai là nó nhanh chóng tiện lợi, dễ sử dụng mà nó an toàn, không bị chập cháy nhá. Đấy không bị chập cháy thì đây một ba cặp nhá, combo thì sẽ theo 3 cặp nha. Đấy, 1 cặp này, 2 cặp này, 3 cặp này, nó sẽ có là 3 đực 3 cái nhá. Đấy 3 đực 3 cái thì sẽ có phân biệt dây nóng dây nguội đây luôn. Đấy, dây âm dây dương đây luôn. Đấy đỏ đen đây để các bác về các bác đấu luôn nhá. À, về các bác chỉ việc đấu và là xài thôi. Chuyên dùng cho điện DC. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là dây DC đực cái nhá. Combo 3 cặp dây nha. Đấy 3 cặp dây, 3 đực 3 cái nha là 10.000 các bác nhá. 3 đực 3 cái này là 10.000. Giá này là gần như là bên em bán không lợi nhuận được các bác. Bán không lợi nhuận luôn đấy. Bán thêm cho bác dễ mua thôi. Đấy, về chuyên dùng cho điện DC, điện 12 24V. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là dây combo 3 cặp dây DC được cái nhá, 10.000 cho combo 3 cặp nha. Đấy là 10.000. Đây hôm nay thì em cũng về thêm được một ít cái mã lõi lọc nước của Carofi này. Đấy. Thì em báo giá luôn. Bên em sẽ bán ở combo là 3 cái lõi lọc nha, với giá là 150.000. Chắc chắn là sẽ có nhiều bác hỏi là có bán lẻ không, thì em nói luôn là với cái mức giá này thì bên em không bán lẻ nhá. Đấy với cái mức giá này so với thị trường thì bên em không bán lẻ, vì theo em thì các bác với cái giá nó rẻ này thì các bác nên mua cả một cái combo 3 lõi luôn, về mình thay luôn thì thay một lúc nên thay cả 3, chứ các bác thay một lõi thì nó không giải quyết vấn đề gì. Đấy mình nên thay cả 3 lõi luôn. Thì combo 3 lõi lọc nước của Carofi nha là 150.000, thì nó sẽ có là 3 lõi. Lõi số 1 này, lõi số 2 và lõi số 3. Đấy, công nghệ vi lọc này, công nghệ aric carbon theo hoạt tính này, thì nó sẽ có 3 lõi này. Cái lõi của Carofi này thì chắc là nhiều bác thắc mắc là sợ là không lắp được cho những cái lõi khác, thì em nói luôn là nó là một cái tiêu chuẩn chung nên là các bác có thể lắp cho hầu hết các loại máy luôn, từ Kangaroo này rồi là Carofi rồi Nalolai các thứ, là tất cả các loại máy thì về các bác có thể là mua cái lõi này về các bác lắp vào được hết luôn. Đấy thì thường thường là các bác thay là nên thay 3 cái lõi này nhỉ. Cứ định kỳ cho em là từ 6 tháng cùng lắm là 12 tháng thôi các bác nên thay một lần. Đấy để cho nó sạch sẽ dùng cho ok thôi nhá. Đó, combo 3 lõi lọc nước của thương hiệu Carofi nhá. Hàng thì cam kết với các bác là hàng chuẩn chính hãng, hàng công ty luôn nhá, chứ không phải hàng giả nhái vớ vẩn đâu. Đấy, đây này. Đấy có đầy đủ mã biết các thứ này, thông tin địa chỉ số lô thứ này. Đây này. Mã bảo mật bên trong này, mã xác thực này, chính hãng này. Đấy có thấy không? Hàng rất ok luôn. Đó thì về các bác thay cho những cái máy nhà mình. Đó thì combo 3 lõi lọc này là 150.000, thì bên em sẽ bán ở combo 3 lõi lọc 1 nhá. Bán là một lúc 3 lõi luôn, không bán lẻ nhá. Nhớ giúp em là không bán lẻ vì giá này rất hạt rẻ luôn. Giá này nó rất là bình dân rồi nên là các bác nên mua giúp em là 3 lõi 1 nhá. Về mình thay luôn. Đấy thay thì thay một lúc cả 3 luôn. Chứ cần thay một lõi 1 thì nó không giải quyết vấn đề gì. Và cái bình thường cái giá này em cũng chia sẻ luôn là bữa trước em mua, nếu mà các bác mua 3 lõi này nó phải rơi vào tầm hơn 220.000. Đấy bên em bán theo combo được có 3 lõi mà nó chỉ còn 150.000 đấy, thì các bác biết là em bán rẻ nào để cho các bác dễ mua rồi. Đấy, chứ còn bình thường là nếu bán theo kia là nó rất là cao như thôi. Bán giá nhài để cho các bác mua theo combo luôn cho nó dễ, mà bên em bán nó cũng dễ, nhặt hàng nó cũng dễ các bạn.
xong lên luôn cho bác mã hàng rất là hay để các bác về sử dụng, đó là cái đèn học chống cận này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn học chống cận nhá. Cái con đèn học này nó có cả tích điện luôn các bác, rất là tiện mình tiện cái việc di chuyển mang đi mang lại, hoặc ví dụ như là trong điều kiện là mất điện mình không có đèn à, mình không ánh sáng thì mình dùng, thì bác mua cho cái đèn này về. Đấy, nó có cả chế độ đèn tích điện luôn. Đây nguyên hộp này mới keng luôn nhá. Đó thì về các bác mở ra, sau đó các bác mở cho em này ra. Đấy. À, bấm nút đèn nó sẽ sáng này. Đấy thì đèn nó sẽ có 3 chế độ màu nhá. Đấy, chế độ thứ nhất này, chế độ thứ hai này, chế độ thứ ba này. Đấy, 3 chế độ sáng, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, 3 chế độ sáng nhá, sáng nhất, vừa này, sáng tối này, sáng vừa này, sáng nhất này. Đó, nói chung là thoải mái các bác dùng để làm việc học tập này, cho các con nhỏ này mình học tập làm việc nhá. Và cái đây là cái phần hút đằng sau thì các bác dắt đằng sau cho. Đấy, các bác dắt đằng sau. Để ví dụ như là mình để đây để các bác cắm cho các cháu này mình cắm bút vậy này. Đấy, ví dụ như có bút các bác để đây, các cháu mình để đây. Đấy, chỗ này để bút. Đấy, và đằng sau của nó đi làm một cái cổng sạc nhá. Đấy, chân của nó sử dụng một cái chân micro USB. Đấy thì đi kèm nó sẽ có một cái cọng dây cáp sạc này, các bác cắm vô đây. Và các bác cắm trực tiếp cái nguồn sạc 5V ấy. Đấy, cái cục sạc điện thoại của sạc 2 cục sạc em vừa quay đầu video đây. Các bác có thể dùng cái cục nguồn của Samsung này, cùng một cục này bên em đang bán là 30.000 nha. Đấy thì các bác có thể mua cái cục này về, các bác cấp nguồn cho cái đèn này, không phải là cấp nguồn mà ý là cấp nguồn để các bác sạc cho cái đèn này. Còn khi mà sạc đầy rồi thì con này nó có thể là có pin trong sẵn này này, thì nó có thể tích điện nha. Đấy, nói chung là rất là tiện. Đấy, bấm thì các bác bấm vào đây để nó cảm ứng, nó bật lên này. Đấy, đèn khá là sáng nhá. Đây. Đấy, đèn khá là sáng, ok luôn. Ánh sáng màu vàng trung tính nhá. Đấy, kiểu vàng trắng lẫn lộn trung tính, nên là ví dụ như các bác học tập làm việc bằng cái ánh sáng này, nó thứ nhất nó đỡ mỏi mắt này. Đấy, mà thứ hai là nó chống cận. Đấy, đặc biệt là cho dành cho bé nhà mình. Đấy, dùng cái ánh sáng rất là tốt cho mắt luôn. Rất là hợp lý nhá. Và hai của sản phẩm này nó có tích điện các bạn, có tích điện nên là ví dụ mỗi lần mà các bác đi làm di chuyển mọi lúc mọi nơi thì lúc nào cũng có cái đèn này. Đấy, hoặc là ví dụ trong trường hợp là mất điện mất đóm rồi, mình các cháu mình không có đèn học bài thì đây lúc nào cũng có ánh sáng để các bác cháu mình học bài luôn, rất ok nhá. Nói chung là hay lắm, một chiếc đèn rất hay, bán khá là nhiều, giá thì bình dân thôi, chỉ có là đi 70k nhá. Đấy, khi nào mà dùng xong thì mình có thể gấp gọn và cất đi hoặc mang đi mang lại, rất ok. Lên mã em sẽ là cái sản phẩm là cái đèn học chống cận. Đó, đèn học chống cận có tích điện không nhá, có cả chế độ tích điện luôn. Đấy, khi mà hết pin thì các bác lại cắm sạc và các bác xài, đầy pin thì các bác lôi ra các bác sạc nhá. Đèn học tích điện này, đèn học tích điện chống cận nhá, giá của nó sẽ là 70k một chiếc thôi, chỉ có 70.000 một chiếc, giá rất hạt rẻ bình dân mà sản phẩm dùng ok lắm. Đó, đèn học tích điện có chế độ chống cận nhá, 70k một bộ này. Đấy, bao gồm là cả cái giọng cộng dây cáp sạc này nữa. Đó, khi nào mà hết pin thì các bác nhớ cho em là cắm vào cái cổng đằng sau, và cái đầu còn lại của nó là sử dụng cái nguồn USB nguồn 5V. Đấy là các bác cắm sạc cho cái đèn này, và khi nào mà đầy pin thì các bác lôi ra các bác dùng. Bộ này là 70k bộ nhá, đèn học có tích điện và có cả chống cận, có cả chống cận nhá, 70k bộ. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng, đó là cái máy cạo râu 9D. Đấy, lên mã xem cái con máy cạo râu 9D, con này thì bán cực kỳ nhiều mà dùng hay lắm. Đấy, đây nó có cái đầu này là cái đầu massage rửa mặt này. Đấy, cái đầu massage rửa mặt đây em bác con. Ở đây các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái con máy cạo râu 9D nhá. Máy cạo râu 9D này, mã của nó sẽ là máy cạo râu 9D. Em báo giá luôn 100k một con máy cạo râu 9D, chỉ có 100.000 một con thôi. Dùng cực kỳ là thích luôn. Đây, có cả cái phần đầu tỉa mũi này. Bên trong nhá, bên trong thì sẽ có là sách hướng dẫn sử dụng này. Cộng dây cáp sạc này. Con này các bác sạc một lần các bác dùng chắc cả vài tháng luôn. Đấy là các bác cạo ít nhá, còn các bác cạo nhiều chắc là tầm tháng sạc một lần. Pin nó trâu lắm. Đấy, pin trâu dã man luôn. Đây. Đó, thân máy này nhá. Đó, đây là những cái đầu thay thế này. Cái đầu này là các bác dùng để tỉa lông mũi này. Nói chung là con này đa năng, có 100.000 thôi, rất đa năng nhá, rất nhiều những cái hay luôn. Đây em sẽ quay chi tiết bác coi. Các bác lại chút ném bóc, đóng gọn kỹ quá. Đây cái đầu tăng đơ này, lại đầu tăng đơ. Và đây là thân máy này, thân máy thì nó đã lắp sẵn cái bộ đầu cộng cạo râu rồi. Hàng này của nó sẽ là hàng 3 lưỡi nhá, nên khi mà các bác cạo rất là nhanh. Đấy, các bác cạo thì các bác cứ di sát mặt cho em, di sát mặt và các bác di thật đều tay là máy chạy rất là ngon lành rồi. Đó, khi nào mà các bác muốn
vệ sinh, các bạn bấm nút này đấy, nó sẽ bật ra thì các bác dùng để vệ sinh đấy. Con này nó có chế độ là tự làm sắc lưỡi nhá, nên là các bác yên tâm không cần phải thay lưỡi đâu. Các bác càng càng cạo thì nó sẽ ma sát với lại cái phần lưới bên trong này thì nó sẽ có chế độ là tự động mài sắc nhá. Đấy, tự động mài sắc lưỡi nên các bác yên tâm nhá, dùng chắc khoảng tầm 5 năm chắc các bác vẫn phải thay một lần. Nó lưỡi rất là sắc rất là lâu. Đấy, còn các bác muốn không cạo râu nữa các bác rút ra. Bác cắm cho em những cái đầu mũi như là ở đây nó có cái đầu, một cái đầu là tỉa lông mũi này. Đấy, các bác cắm vô bật máy cho vào lông mũi, các bác dùng các bác tỉa lông mũi này. Đấy, khi nào mà tỉa lông mũi xong rồi, ví dụ các bác muốn cắt tóc này, tăng đơ này. Đấy, cạo lông tai lông chân các bác lắp vào đây. Lắp cho em cái đầu tăng đơ này, bật lên. Đấy, bắt đầu các bác cắt này. Các bác cứ thế các bác gì thôi. Đấy, cứ thế các bác gì. Đấy, ví dụ hoặc là những cái râu dài, các bác lắp cái tăng đơ vào trước các bác rũ đi, sau đó có râu ngắn thì các bác lấy cái bàn bàn này các bác cạo này. Đấy, lấy cái bàn này các bác cạo. Ngoài ra thì đây là cái đầu tăng đơ thì nó còn một cái đầu nữa, đó là cái đầu dạng như kiểu là gọi là đầu rửa mặt, đầu massage mặt đấy nhá. Đấy, đây đầu rửa mặt, đầu massage mặt đấy, các bác cắm vô đây, nó bật máy này, đấy nó sẽ quay nhá. Đây là kiểu rửa mặt massage mặt nhá, đấy, các bác cho vào, cho lên mặt để các bác gì nhá, các bác gì các bác cọ có massage nó sạch sẽ nhá. Đấy, rất ok. Nói chung là một chiếc máy rất đa năng, có một, thứ nhất là một thân máy này đi kèm nó một cái đầu rửa, một đầu rửa mặt này. Đấy, đi kèm nó một cái đầu tăng đơ này. Đấy. Và cuối cùng là một cái đầu đồ cạo râu. Nói chung là khi mà các bác mua cho em bỏ ra 100.000 nhưng mà các bác sở hữu rất nhiều những cái món khác nhau. À đây, còn mấy cái đầu nữa, đó là cái đầu tỉa lông mũi nhá. Đấy, tỉa lông mũi này. Đấy, một này, thân máy là một này, một đầu cọ là hai này, đầu tăng đơ là 3 này, đầu cạo râu là 4, đầu tỉa lông mũi là 5 này. Đấy, khi mà các bác bỏ 500.000 sở hữu là 5 món đồ luôn, 5 món đồ đấy trong một, các bác sử dụng rất đa năng. Dành cho anh em đàn ông thì bộ này quá hợp lý rồi. Đấy, cạo râu, tỉa lông mũi, tăng đơ, cắt tóc, đấy đánh rửa mặt các thứ cho em quá ok một bộ luôn. Là 100k một bộ nhá. Hàng mới keng nguyên hộp nha. Đấy, hàng mới keng nguyên hộp luôn. Đó, và đi kèm vào cộng dây cáp sạc, các bác mở ra cái phần lắp đít ra. Đấy, thấy cái cộng dây cáp sạc chưa? Đấy, bây giờ các bác vào các bác cắm sạc cho một chút. Đấy, sau đó là các bác dùng cái này. Đấy, về các bác sử dụng cạo râu, rửa mặt, cắt tóc, tăng đơ, tỉa lông mũi, đa năng luôn và cạo cực kỳ sạch đó nha, cạo sạch lắm. Đấy, riêng dòng này các bác cạo không sạch không lấy tiền, bỏ ra 100.000 sở hữu cho em là quá nhiều sản phẩm luôn, giá quá tốt và sản phẩm dùng ok. 90k một chiếc máy cạo râu, 100k nhá, xin lỗi bác, 100k cho một con máy râu 9D này, 100k một con. Đấy, cạo râu, tỉa lông mũi, tăng đơ, rửa mặt các thứ cho em. Rồi, cái mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho đó, cho các bác, đó là cái bộ hút dầu rửa bát này. Đấy, lên mã cho cái bộ vòi hút dầu rửa bát nhá. Đấy, vòi hút dầu rửa bát, bộ này thì em báo giá luôn. Vòi hút dầu rửa bát nhá. Đấy, dầu rửa bát. Giá của nó thì sẽ là đi 80.000 một bộ nhá. 80k một cái bộ hút vòi hút dầu rửa bát này, 80k. Về nhà các bác mà ở cái chậu rửa bát thì các bác mà hiện tại đang dư một cái lỗ ấy, thì các bác mua cho em cuộn rồi về các bác lắp đặt vào rất là hay luôn nhá. Đấy, về các bác bình thường là các bác hay để những cái chai dầu rửa bát ở trên bàn bếp có thứ rồi nó rất là mất thẩm mỹ này, rồi là nó nước nôi thứ rồi nó dính dáng. Đấy, mà nó bừa bộn nhá, nhìn nó phức tạp, nhìn nó bị mất mỹ quan các thứ rồi, nhìn không đẹp ấy. Đấy, rồi là nó mất vệ sinh thì các bác mua cho em cái bộ này về nhá, dùng rất hay luôn. Đây, cái bộ này thì cực kỳ dễ dàng lắp đặt luôn. Đấy, về các bác ở chậu rửa bát nào bây giờ là thường như nó có để dư đó một cái lỗ thì về các bác xỏ cho em cái bộ này vào. Đấy, sau đó các bác siết cho em cái đai này vào, đấy nó có cả cái đai siết này. Đấy, các bác siết cho em cái này vào nhé, siết cái này vào để nó cố định này, và đây là cái phần để hút lên này, các bác ấn vào đây thì nó sẽ hút lên nhá, ấn vào đây hút lên. Và một cái dây nhá, một cái đoạn dây để các bác dòng từ cái đầu nối này xuống đến cái can rửa bát, các bác để cái can rửa bát ở dưới gầm đấy, bác dòng nó xuống đấy thì các bác kết nối cái này với lại cái kia, là các bác dòng cái dây này xuống thì nó sẽ hút từ cái can rửa bát từ dưới gầm lên đến bên trên để các bác lấy cái dung dịch rửa bát từ ở đây ra luôn, không cần phải chậu rửa chai dầu rửa bát để lên trên bàn rửa bát rồi các thứ nhìn nó lỉnh kỉnh lồng cống rồi là nó bẩn thỉu. Đấy, các bác mua cho bộ về nó chỉ có 80.000 thôi, cực kỳ dễ dàng lắp đặt và rất là dễ dàng sử dụng luôn. Lên mã em cho cái bộ vòi hút dầu rửa bát nhá. Đây, em sẽ cho bác xem một cái video thực tế về cái sản phẩm này. Thiếu trong căn bếp này bạn, chắc hẳn rất nhiều bạn đây không biết cái lỗ ở trên bồn rửa bát này có tác dụng gì đúng không? Nhưng mà sau một hồi vào vạch thì mình phát hiện ra thì đây là cái chỗ để lắp những cái vòi mở rộng, những cái vòi hút dầu rửa bát như thế này.
hoặc là những cái vòi của máy lọc nước. Quay lại với nhân vật chính thì như các bạn đã thấy, đây là một cái vòi hút dầu rửa bát. Mình đã dùng cái này thay thế cái chai dầu rửa bát mà có lẽ rất nhiều gia đình các bạn ở đây đang sử dụng, rất bẩn và rất là bất tiện. Thay vì mỗi lần rửa bát phải dùng một cái chai nhầy nhụa như thế này thì bây giờ bạn chỉ việc ấn thôi. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng mà từ khi mình dùng mình cảm thấy nó rất là tiện. Mình không còn phải châm dầu rửa bát từ chai to và chai nhỏ nữa. Và ngoài ra cái chỗ để những chai dầu rửa bát trước kia nó rất là bẩn, bây giờ nó đã sạch sẽ hơn rồi. Ngoài ra vòi này cũng làm từ thép không rỉ nên các bạn không cần phải lo bị rỉ sét trong quá trình sử dụng đâu nhé. Tổng kết lại thì đây là món đồ rất là hữu ích mà chị em nội trợ không nên bỏ qua. Mình để sản phẩm ở đây nhé. Sắp sang 2023 rồi mà các bác vẫn để những chai dầu rửa bát trên bàn như này ư? Trông rất bẩn và bừa bộn. Ở đây chậu rửa bát nào cũng có cái lỗ này các bác nè. Bỏ vài chục nghìn ra mua bộ vòi hút dầu rửa bát này về các bác ơi. Giờ thì các bác có thể mua hẳn can dầu 5 lít về dùng dần rồi. Sắp sang 2023. Từ khi có bộ đầu bơm nước rửa chén này là nhìn căn bếp của em gọn gàng hẳn lên, bởi em tận dụng được cái lỗ tròn nhỏ ở bồn rửa này. Kết hợp với bộ đầu bơm nước rửa chén nữa thì tiện lợi lắm luôn. Với đầu bơm làm bằng inox kết hợp với dây silicon dài 1,2m này thì phù hợp với hầu hết mọi loại bồn rửa cao thấp khác nhau nên mọi người không phải lo. Chất liệu thì bền bỉ, phù hợp với môi trường ẩm ướt nên dùng được trong thời gian dài luôn. Cách sử dụng thì rất đơn giản, chỉ cần ấn vài cái là nước rửa chén dễ dàng được hút lên rồi. Nên mọi người quan tâm đến sản phẩm thì tham khảo ngay ở phía bên dưới nhé. Từ khi có bộ đầu thực tế về sản phẩm nhá. Đấy thì ví dụ như cái can bát này các bác chỉ việc để trong gầm thôi. Đấy, sau đó các bác lấy mở cái lỗ ở trong nhà ra. Đấy các bác xỏ nó xuống. Siết cho cái phần đai bên dưới vào như này này. Đó siết vào, sau đó các bác cắm cái phần còn lại vào trong can rửa bát, là các bác chỉ việc ấn thôi là tự động nó sẽ hút dầu rửa bát lên rất tiện. Đấy, các bác đỡ phải để những cái can dầu bát ở trên cái gian bàn bếp của thứ nhà mình nhá. Đấy nó đỡ nhầy nhụa bẩn thỉu thứ cả. Nước nôi. Đấy các bác để can dầu bát là mua cho em hẳn cái can 5 lít về mình dùng lâu dài luôn, cắm vào. Đấy các bác chỉ việc ấn này. Ấn này là tự động dầu bát nó sẽ hút lên và nó sẽ cho ra. Dầu bát là các bác lấy chỉ việc dùng nhá. 80.000 một bộ này. Cực kỳ dễ dàng lắp đặt mà nói chung sử dụng gia đình rất hiệu quả luôn. 80.000 bộ, nói chung là cái bộ này các bác nên mua nhá. Các bác nhá. Nên mua về các bác lắp đặt gia đình nhà mình, hay lắm. Rồi tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái cuộn keo dán tôn dán chống thấm chống rột này. Đấy cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đấy và bắt đầu đang vào đợt này, đang vào cái đợt mùa mưa rồi mà. Đấy bắt đầu đang vào một đợt mùa mưa rồi. Đấy ví dụ như mái tôn này, mái bờ rô thứ nhà mình đang hiện tại đang bị lủng này, bị rột này. Thì các bác mua cho mấy cuộn này về các bác dán xem. Đấy dán em. Đấy các bác chỉ việc bóc ra sau đó các bác dán thôi nhá. Rất là dễ dàng dụng luôn mà nó dán chống thấm rất là tốt luôn. Ở đây. Về bóc cho em cái lớp này nó có cái băng keo dính này. Các bác bóc ra. Đấy. Bóc ra sau đó các bác dính trực tiếp. Đây nó có một cái lớp keo này. Dính kỹ quá. Đó, về các bác bóc ra xong rồi các bác ôm trực tiếp cái chỗ này vào cái chỗ lủng nhá. Và đây nó có một cái lấm tấm cái lớp dạng keo, cái tờ giấy nó bảo vệ lớp keo này. Đấy các bác bóc trong cái tờ giấy ra nhá thì nó mới dính được nhá. Đây này, bóc cái tờ giấy này ra. Ở đây nó dạng keo này. Đấy. Cái keo rất là hay là khi mà có ánh nắng hoặc nhiệt độ tác động lên thì cái keo nó càng chảy ra và nó càng dính. Đấy nên đặc biệt là các bác dán ở những vị trí ví dụ mái tôn, mái bờ rô rất là phù hợp luôn. Cái bản này nhà em đang bán thì cái bản nó là bản to nhá. Bản này là bản 10 cm. Đấy ví dụ như đến cái chỗ nào nhỏ thì mình có thể cắt đôi ra. Đấy, cắt đôi ra thì các bác dùng nó tiết kiệm hơn. Đó. Cuộn này thì sẽ dài là 5m nhá. Dài 5m này. Dài 5m và cái khổ của nó sẽ là khổ 10 cm nhá. Khổ to này là khổ 10 cm và dài là 5m này. Dài 5m và em báo giá luôn, bên em đang bán chỉ có 40.000 một cuộn này thôi. 40.000. Lên mã thì em sẽ là cái cuộn keo dán tôn nhá, keo dán tôn. Keo dán tôn này, dán chống thấm chống rột này, dán chống thấm chống rột nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 một cuộn nha. Khổ của nó sẽ là khổ 10 cm. Nếu mà các bác muốn khổ nhỏ hơn thì các bác mua về các bác cắt ra thôi. Đấy, cắt ra là dùng dán được thoải mái nhá. Đấy, cắt ra dán được thoải mái luôn. À, thực tế video test thực tế đây các bác cùng coi sản phẩm này. Đấy, nói chung là hiệu quả lắm mà dùng ok. Bên Trung Quốc mình thấy trên mạng là rất hot cái băng dính chống thấm nước này nhá, mình mua về kiểm tra thử luôn nhá. Băng dính này thì dán được trên mọi bề mặt các bạn nhá, kể cả dán trên bề mặt đang ướt nhá. Khi dán vào thì bóc ra rất khó. Loại này chống cả nước, chống cả nóng. Bây giờ mình hy sinh chọc thủng cái chậu để kiểm tra nhá. Lưu ý là khi bóc ra thì nó còn có một lớp nylon mỏng để bảo vệ chất keo các bạn nhá. Mình phải bóc ra thì mới dán được. Các bạn nhìn kỹ nhá, bơm đầy nước và mình thử dán nhá. Nước đã chảy qua cái lỗ mình đục sẵn, mình không cần lau khô chậu và mình dán luôn nhá. Một phát ăn ngay luôn các bạn nhá. Mình kiểm tra thì không hề bị dò một giọt nước nào luôn. Sản phẩm này mình đánh giá đúng như quảng cáo nhá, 9.5 điểm các bạn nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, đúng như là thực tế luôn. Đấy, đánh giá điểm lên đến 9.5 nhá. Dán thực tế thì các bác chỉ việc là về bóc cho em cái miếng dán bảo vệ này, các bác ốp trực tiếp vào cái chỗ nào nó bị thấm rột cái thứ ra, mái tôn, mái bro rồi những cái chỗ nào mà tường nứt, vách nứt cái thứ ra, đấy, những cái chỗ mà nó giao nhau nó bị nứt, nó bị thấm ra thì các bác dán trực tiếp vào là xài thôi nhá. Đó, một cuộn này chỉ có 40.000 thôi.
dài 5m nhá, rộng 10 phân, dán khá là nhiều luôn đấy. Đó. 40k một quận, keo dán tôn, dán chống thấm chống rột nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái bộ bình 3 cốc này, để về các bác xài. Để các bác hay đi du lịch, đi chơi, đi picnic, đi câu cá rồi các bác sử dụng gia đình. Hoặc là anh em các bác mang đi làm cũng rất ok luôn. Một cái bộ bình này thì sẽ gồm có là một chiếc bình chính này, đi kèm cho bác là 3 cốc. Cái bình này thì dung tích của nó sẽ là đi 500ml, đấy nửa lít nước nhá, giữ nóng 12 tiếng, giữ lạnh 12 tiếng nhá. Giá thì em báo giá luôn chỉ có 70.000 một bộ thôi. Thì sẽ bao gồm đây các bác này, là một chiếc bình này, đi kèm bác là 3 cái cốc luôn. Đấy là mình có cốc uống nước sẵn luôn nhá, không cần phải mua thêm cái gì cả đây. Full combo một bộ nhà. Đó, một bộ nhà nhá, là gồm một bình này, 3 cái cốc này. Đấy, cốc là bằng inox luôn nhá, bên ngoài có phần bọc nhựa chống nóng, rất ok luôn. Đây phần bên trong này. Đấy, đây su 304 đó, dấu su 304 này đó, bình giữ nhiệt 12 tiếng nhá, nắp đậy ok luôn. Và cái con này nắp đậy nó thiết kế dạng nắp đậy mà mở nhanh nhá, các bác ấn vào đây đấy là các bác rót nước ra bình thường đấy, còn lúc nào các bác muốn khóa hoặc ấn ra phát nữa là tụt vào là nó sẽ khóa kín luôn đấy, rất ok, là nước không thể ra nữa nhá, các bác xoáy chặt vào nước ra ra luôn đó, thiết kế cực kỳ chắc chắn và đẹp nhá. Một bộ này các bác đi chơi này, đi du lịch này, đi picnic, đi câu cá này, đi làm này. Đấy, mình có cả bình cả cốc. Đấy, anh em bạn bè đấy, đi làm đông với nhau đấy, hoặc đi chơi đông với nhau. Đấy, mình có cái bộ này là ngồi uống trà, uống cà phê nhâm nhi rất ok luôn. Đó, uống rượu được luôn. Bộ bình 3 cốc nhá, bộ bình 3 cốc. Báo giá bác luôn. Bộ này thì hiện tại em đang cửa bác giá rất là hạt rẻ, chỉ có là đi 70.000 bộ thôi. Lên mạng em xem cái bộ bình 3 cốc nhá. Bộ bình 3 cốc này. Đó, giá của nó sẽ là 70k một cái bộ bình 3 cốc nhá, 70k bộ, là bao gồm là một bình và 3 cái cốc nhá. Bình dung tích của nó sẽ là 500ml. Trong sản phẩm đèn dầu đồng nhá, lên mã em sẽ là cái đèn dầu đồng chạy pin nhá. Về các bác có thể dùng cái đèn này làm đèn thờ, đèn ngủ hoặc là dùng làm đèn trang trí decor rất là hay. Đó, một con đèn dầu đồng. Đó, chất liệu thì toàn bộ là bằng nhựa nhá. Đấy, cái này ở đây cũng bằng nhựa này. Đó, bên dưới bằng nhựa. Và cái sản phẩm này đã có sẵn pin rồi các nhá. Về các bác chỉ việc là bật lên là các bác xài thôi. Đấy, bật lên các bác xài đây, nó có pin sẵn rồi. Đèn của nó sẽ là đèn màu vàng nhá. Đấy, nó sẽ hơi nhấp nháy một chút, nhìn như kiểu là một ngọn đèn dầu đang cháy thật luôn. Đó, thiết kế phần dưới này thì nó là dạng mạ đồng, phần trên thì là một cái nhựa, nhưng mà nó là dạng nhựa kính trong suốt nhá. Đấy, thì có pin sẵn rồi nhá. Cái này thì nó sử dụng cái pin sẽ là cái pin cục áo. Đấy, cái pin thì rất là dễ kiếm, các bác mua hiệu sách các thứ bán rất nhiều. Một cái đèn này chạy là 3 viên pin cục áo này. Đó thì về các bác chỉ việc xài thôi, nó có sẵn pin rồi nhá. Về lúc nào dùng rồi các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi. Đấy, rất là an toàn này. Không cần phải dây dặn lằng nhằng. Đấy, tránh tình trạng ví dụ các bác hay dùng những cái đèn dầu thật các thứ là, hoặc điện đóm lằng nhằng đôi khi gây ra cháy nổ, chập cháy rất nguy hiểm. Đấy, các bác chuyển sang dùng con đèn dầu này rất ok. Đó, ánh sáng vừa đủ nhá. Các bác có thể dùng làm đèn ngủ này, đèn thờ này, đèn trang trí này, đèn decor. Rất ok luôn. Đó, rất đẹp nhá. Đó, có công tắc bật tắt rất tiện luôn. Rồi, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái đèn dầu đồng nhá, đèn dầu đồng chạy pin. Đó, đèn dầu đồng chạy pin. Đèn dầu đồng. Đó, đèn dầu đồng này thì giá của nó thì bữa trước đang bán bác là 70k, nay em xả kho cái lô luôn. Giá chỉ còn có 40.000 một cái thôi. 40k một cái đèn dầu đồng chạy pin nha. 40k một cái nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là đèn dầu đồng chạy pin. Đó. 40k một cái đèn dầu đồng nha. Đấy, 40k một cái nhá. Giá rất là hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất là hay. Đó, đây bật cái là sáng này, tắt đi. Đó, ánh sáng màu đỏ đỏ vàng vàng nhá, rất ok luôn. Rồi cái mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là sản phẩm về máy xay Osaka, máy xay thịt cá, máy xay rau củ quả sử dụng gia đình. Con này thì rất ok rồi. Hàng đi của thương hiệu Osaka nhá, Osaka đó, một trong thương hiệu rất nổi tiếng chuyên về đồ gia dụng. Sản phẩm này thì có công suất là 350W nhá, và sử dụng giúp em là điện 220. Đó, về các bác dùng để xay thịt, xay cá, xay rau củ quả rất ok luôn. Sản phẩm thì sẽ gồm có là đi một phần thân máy này. Đấy, một thân máy nhá. Đấy, Osaka Japan. Đó, Osaka Japan. Đây là phần dây nguồn. Cắm trực tiếp điện 220. Đây là cái công tắc bấm này. Đấy, các bác cắm nguồn. Bấm vào đây cho em là máy nó chạy này. Và bên trong này của nó thì sẽ gồm có là đi phần cối xay nhá. Cối xay. Cối xay này. Đây, cối xay này. Đó, cối xay có phần trục này. Đó, phần lưỡi nhá. Lưỡi này của nó thì hàng này thì sẽ hàng 4 lưỡi. Hàng 4 lưỡi thì các bác khi mà các bác xay thì xay rất là nhanh và cực kỳ nhuyễn luôn. Xay nhanh, xay nhuyễn và rất là đều. Đấy, các bác xay cho em tất cả các loại chất liệu luôn. Từ thịt cá, rau củ quả, tất cả các loại các thứ luôn nhá. Đó. Xay sinh tố, xay sử dụng nhà bếp, xay rau củ quả quá ok luôn. Đấy, thì về các bác chỉ việc là cho đồ ăn cũng đây. Đấy, sau đó các bác đậy cái nắp này vào. Lắp cho em cái máy lên.
Đấy, khớp nó vào. Đó, các bác bấm nút cái thế là máy chạy có thế thôi, rất đơn giản nhá. Giờ em sẽ test cho bác thực tế xay này. Đây nha, giờ em sẽ dùng đá viên nhá. Đá viên là một những cái chất liệu rất cứng này. Đấy, em sẽ xay test thực tế bác coi nhá. Đấy, đá viên luôn này, đá viên vừa lấy tủ lạnh ra luôn này. Đó. Bỏ luôn trực tiếp vào trong cái cối này luôn nhá, bỏ luôn vào trong cái cối xay này. Con này nói chung là xay tuyệt vời rồi. Thực ra thì em nhiều bác chưa xem những cái đoạn này trước em xay nhiều mà. Đấy, xay nhiều các bác rất là thích luôn, mà cái này em bán cực kỳ nhiều luôn đấy. Đấy, cho hết cảm khay luôn nhá. Đó, bác nào mà xem đoạn này lâu quá thì mình có thể tua qua. Đó thì em báo giá luôn nhá, cái sản phẩm này hiện tại bên em đang phân phối với giá là 110.000 một cái chiếc cối xay Osaka nhá. Đấy, 110.000 một cái thôi. Giá nó rất là bình dân. Đấy, cho rất nhiều đá bên trong này. Đấy, cho rất nhiều đá bên trong nhá. Đây, cho đầy đá bên trong rồi này. Đó. Bây giờ em sẽ tiến hành xay nhá. Các bác đậy trong cái nắp này vào. Đó, đậy cái nắp này vào nhá. Đó, rồi sau đó các bác khớp nó vào đây. Đấy, khớp nó vào. Và các bác để lên đây. Cấp nguồn cho nó vào là xong. Đó, cấp nguồn vào này. Cắm trực tiếp vào nguồn 220 nhá. Đấy, cắm trực tiếp nguồn 220. Đây giờ em sẽ bấm cho bác con này. Đấy, thì ở đây các bác bấm ở đây là máy chạy nhá. Đây bấm đây. Cái sản phẩm máy xay này thì các bác bấm thì nên nhấp nhả nhá, các bác đừng giữ lì là nó sẽ rất là tổn thọ. Đấy, nó nhanh hỏng máy nhá. Đấy, các bác nên nhấp nhả thì cái tuổi thọ máy thì nó sẽ được tăng hơn. Đấy, đây các bác xay này. Đấy, rất là đơn giản thôi, chỉ việc ấn vào đây thôi là máy nó quay. Đó, xay xong đấy các bạn. Nói có vài câu chắc là chưa đến 3 giây luôn, chưa đến 5 giây luôn. Máy xong ngon lành rồi. Đấy, xay ngon lành đây. Mở cho bác xem thành quả nhá. Đó, mở bác xem thành quả. Ui trời. Quá tuyệt vời luôn này, có nhìn này, đá này. Nhuyễn như băng luôn nhá. Đây, đúng như tuyết luôn này, có nhìn này. Đá viên đây nhá. Vừa nãy cục viên rất to nhá, đây này có nhìn này. Đấy, ví dụ như các bác có làm tí sinh tố, đấy, mình xay tí đá, mình ăn tí sữa chua đánh đá cũng quá ok luôn. Cho luôn đây các bác xay, quá tuyệt vời luôn này. Đây. Đấy, ngon lành cái nào luôn nhá. Đó, thực tế về sản phẩm test ngon lành bác luôn. Đó, các bác thấy thực tế sản phẩm nhá. Rồi, đấy là thực tế về cái sản phẩm máy xay Osaka em đang phân phối các bác nhá. Đó, thì giá thì em báo giá lại một lần nữa này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái máy xay Osaka nhá. Sản phẩm này thì sử dụng điện 220, công suất sẽ là 350W nhá. Và em báo giá luôn 110.000 một cái con máy xay Osaka nhá. Lên mã em sẽ là cái máy xay Osaka. Đấy, Osaka. Sản phẩm này các bác có thể là xay đa năng các tất cả các loại thực phẩm luôn. Đấy, từ thịt, cá, rau, củ, quả, xay sinh tố, xay thịt, xay mỡ được hết luôn nhá. Đấy, vì nó là dòng 4 lưỡi, nó chém rất là khỏe luôn. Đó, vừa xay test thực tế đá viên này bác rồi, rất cứng nhá, nhưng mà nó chém nhuyễn luôn nhá. 110.000 một cái con sản phẩm nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên mã xả kho luôn cái mã hàng gối massage này. Đấy, gối massage 16B nhá. Đấy, con này thì bên em bán cực kỳ chạy luôn. Và đợt này em về cái lô này giá cũng rất là tốt để vụ bác luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là chiếc gối massage. Đó, chiếc gối massage 16B thôi nhá. Con này là dòng cao cấp 16B đấy. Giá của nó thì bữa trước đang bán là 350.000. Em về bác mức giá rất dễ mua luôn. 260.000 một chiếc và sẽ bao ship cho các bác tận nhà luôn. Đấy, 260.000 nha, các bác không nghe nhầm đâu. 260.000 một chiếc gối massage nha. Hàng mới căng nguyên hộp luôn. Các bác mua về làm quà này, một cái món quà cho người già, người thân. Đấy, bố mẹ, anh chị em, ông bà, bố mẹ rất ý nghĩa. Rồi các bác mua về sử dụng trải nghiệm này. Đấy, sau những ngày làm việc mệt mỏi, các bác mua về. Mình bật máy lên và bắt đầu thưởng thức cảm nhận thôi. Máy thì chạy cực kỳ khỏe, rất êm và massage cổ vai gáy này. Đấy. Massage cả người cả chân tay được luôn, rất ok nhá, cực kỳ đa năng nhá. Bộ sản phẩm sẽ gồm có là một thân máy này, đi kèm với cho bác là một cục nguồn nhá. Đấy, một cục nguồn. Con này nó sử dụng cái nguồn 220 và qua cục adapter này nó sẽ chuyển xuống nguồn là nguồn 12V nhá. Thì đây. Đấy, đây là chân của nó, chân nguồn nó này. Đó. Và đây là phần máy này, đó, toàn bộ là có phần bọc da nhá, ở đây là phần lưới này, đấy, và bi là hai bi hai bên, phần dây kết nối nguồn này, bên này thì là những cái phần thao tác nút bấm nhá, đấy, ví dụ như là bật tắt này, rồi là đảo chiều, tăng tốc, giảm tốc này, đấy, rồi là kiểu đảo sóng, tiết kiệm điện, rồi các chế độ massage khác nhau ở trên cái bảng điều khiển nhá, thì các bác bấm nút bấm rất là dễ dàng nhá. Đặc biệt dùng cho người già rất là dễ dùng sử dụng luôn. Đó, chỉ có 260.000 thôi nhá, một chiếc gối mới keng nguyên hộp như này luôn. Đấy, 260.000. Đợt này đang về cái lô này giá rất tốt luôn. Đây thì giờ em sẽ cắm vào test bác coi này. Đấy, đây. Cấp trực tiếp nguồn 220 cho em. Đó, cắm trực tiếp nguồn 220.
Sau đó là các bác cắm vào đây, cắm vào cái dây bên hông này. Đó. Đấy các bác để đầu giường, lúc nào mà cần thiết cái bấm cái lên luôn nhá. Đấy nó có cả chế độ đèn hồng ngoại này, đấy có cả chế độ đèn hồng ngoại để sưởi ấm nhá, sưởi ấm này. Đấy có nhìn này, tay em này nó đảo này. Đó tay em nó đảo đây này. Đấy, tay đảo này. Đấy, máy chạy khỏe êm lắm. Đó các bác massage cổ vai gáy phê lắm, thích lắm. Đấy sau những ngày làm việc mệt mỏi rồi, đau lưng, đau cổ các thứ rồi các bác gối lên cho em. Đấy gối khoảng tầm 30 phút thôi là sướng tê người luôn. Đấy, nói chung là thích lắm, dùng thích lắm, ok lắm. Đó. Máy chạy cực kỳ khỏe nhá. Đây các bác nhìn bi đang quay này. Đó. 260k nhá. Lên mã cho em sẽ là chiếc gối massage 260k bao ship, cắm trực tiếp bằng nguồn 220 là các bác xài. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây. Thật là cảm giác. Đó, thấy không? Chiếc gối massage cổ vai gáy. Gối này thì có 3 chế độ massage, sẽ mô phỏng cho 8 động tác massage chuyên nghiệp. Ở cái gối này còn có chế độ hồng ngoại giúp chườm nóng và lưu thông khí huyết tuần hoàn máu. Gối được thiết kế đường cong công thái học, tạo cảm giác mềm mại và ôm trọn cột sống cổ. Đó, cảm giác nằm lên chiếc gối massage này sau một ngày dài làm việc mệt mỏi nó rất là sướng luôn. Và ngoài cái chức năng chính là massage cổ vai gáy ra thì em này còn linh hoạt massage được ở mọi vị trí như là ở phần lưng nhá. Cho các anh chị em hay làm dân văn phòng hay ngồi nhiều thì massage lưng sẽ rất thoải mái và đỡ mỏi hơn. Massage bắp chân giúp giảm căng cơ sau một buổi vận động hoạt động thể thao nhiều. Ngoài ra còn massage được cả tay, cả lòng bàn chân và bụng, vân vân. Một ngày dành ra 30 phút để massage cho toàn thân sẽ giúp cho thư giãn, giảm căng thẳng mệt mỏi, thoải mái, giảm căng cơ, thúc đẩy tuần hoàn máu. Từ đó sẽ giúp cho chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh và ngủ ngon hơn. Đó, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, sản phẩm phù hợp cho tất cả các loại lứa tuổi nhá. Lứa tuổi từ trẻ đến già, các anh chị dân văn phòng, những người nào chơi thể thao, bố mẹ, ông bà và những người lớn tuổi nữa khi dùng được, bạn cũng dùng được, mua ở đây nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đó, đây, vẫn đang chạy đây. Đó các bác về các bác có thể là để tay lên đây này, để bắp chân lên đây, để phần lưng lên đây, rồi là để phần cổ vai gáy được tất luôn nhá. Đấy, nói chung là một chiếc máy massage đa năng mà giá đợt này thì đang sale giảm giá cực tốt các bác luôn, 260k một chiếc gối massage nhá. Đấy, 16 bi bao ship cho bác đến tận nhà luôn nhá, đầy đủ phụ kiện, đến nơi các bác cứ cắm test thử cho em, ok các bác nhận hàng thanh toán nhá. Rồi đấy, em qua những mã hàng tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con đèn 4 cánh này. Lên mã em sẽ cái đèn 4 cánh nha, em báo giá bác luôn. Bên em đang gửi bác một cái mã đèn 4 cánh này với giá sẽ là 90.000 một quả nhá. Con này là sử dụng dòng chip LED siêu sáng và rất là tiết kiệm điện luôn. Các bác sử dụng gia đình các thứ nhà mình rất ok. Lên mã em sẽ cái đèn 4 cánh nhá. Đèn 4 cánh 90k một cái quả bóng đèn 4 cánh nhá. Đấy 90k một quả. Sản phẩm này thì sẽ có công suất là 100W nhá và sử dụng cho em là điện 220. Cái đuôi của nó là đuôi phổ thông, đuôi sẽ là đuôi xoáy nhá, đuôi xoáy này. Đấy, đây. Công suất là đi 100W này. Nhiệt độ màu sẽ là 6500K, tức là ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng nhá. Và điện là điện 220. Đó, về các bác cứ xoáy trực tiếp vào cái đuôi nhà mình thì các bác xài thôi. Đấy, những cái không gian mà dạng sân vườn, không gian rộng thì các bác mua cho em quả này. Đấy, 100W, rất là sáng nhá, cực kỳ sáng luôn, và nó là dòng chip LED siêu sáng, tiết kiệm điện nhá. Đấy, rất tiết kiệm điện. Và cái thiết kế rất hay, nó nhiều là một cái dạng cái quạt trần nhá. Các bác vừa có thể làm đèn trang trí, vừa có thể làm đèn chiếu sáng luôn, rất ok. Đó, cái này con này thì những cái đợt năm ngoái thì em đang bán khoảng tầm 200 ấy, hơn 200 quả. Đợt này nó về những cái lô này, giá nó rất là tốt luôn. Đấy, giá rất tốt mà sản phẩm dùng rất ok luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái đèn 4 cánh nhá. Đèn 4 cánh, em đang gửi bác một quả bóng đèn 4 cánh với giá sẽ là đi 90.000 một quả nhá. Đấy, công suất 100W nhá và sử dụng là điện 220. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bếp ga du lịch này. Lên mã cho em sẽ là cái bếp ga du lịch nhá. Đó, bếp ga du lịch dùng rất ok luôn. Đây, sản phẩm bếp ga du lịch. Về các bác hay đi chơi, đi du lịch, đi cắm trại, đi picnic, hoặc các bác nào hay ở một mình. Đấy, mình đôi khi mua bếp ga thứ là nó rắc rối là nhằng, thì các bác mua cho em cái con này về. Đấy, nó sẽ có 4 cái chân kiềng này nhá. Có phần đánh lửa tự động này. Đấy, các bác không cần phải mồi. Về các bác chỉ việc ấn cái này tự động là nó sẽ ra lửa thôi. Đấy, nó có phần đánh lửa tự động này. Và cái đây là cái phần vòng xoay để các bác điều chỉnh cái phần ga to nhỏ nhá. Về các bác lắp trực tiếp cái bình ga mini các bác mua ấy, các bác cho vào đây, sau đó các bác nhích ga lên, bấm trong lửa ra ấy, thế là bùng lên, có thể xài thôi. Đấy, và đi kèm ở dưới này nó sẽ có 4 cái chân đế. Đấy, để khi mà các bác sử dụng thì các bác để thì nó sẽ chắc chắn hơn. Đấy, cái này song to song nhỏ các bác chơi hết cho em luôn nhá. Đấy, về các bác chỉ việc là mua cái bình ga mini các bác lắp vào các bác xài rất tiện dụng luôn, đi chơi, đi picnic, đi dã ngoại cực kỳ là ok. Đấy, khi nào mà dùng xong thì mình có thể là gấp gọn vào, rất nhỏ gọn, tiện lợi nhá, dễ sử dụng mà nói chung là hay. Đấy, một chiếc bếp ga đây, khi nào mà gấp gọn nó sẽ nhảy rất nhỏ gọn luôn, và khi các bác mở ra thì rất là dễ dàng. Đó, mở ra cái, mở bốn cái kiềng bên trên,
bốn cái chân bên dưới này chắc chắn ok luôn, thiết kế cực kỳ chắc chắn và chất lượng nhá. Đó, lên mã cho em sẽ là cái sản phẩm là cái bếp ga mini nhá. Bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 100k một cái, bếp ga mini hoặc là bếp ga du lịch đều được nhá. Đấy, bếp ga du lịch hoặc là bếp ga mini. Đó, giá sẽ là 100k, 100k cho một cái bếp ga du lịch, bếp ga mini này, 100k một cái thôi, giá rất bình dân. Sản phẩm bút lấy dấu bằng đồng này. Đấy, cái bút này về các bác chuyên dùng để các bác lấy dấu nhá. Đấy, mỗi lần ví dụ các bác khoan đục, các bác muốn lấy dấu một cái vị trí cho nó chính xác, chuẩn xác nhá, nó không bị lệch, xô dịch không bị lệch. Đấy, các bác mua cho em cái cây lấy dấu này về dùng rất tiện luôn. Cái cây lấy dấu này thì nó có thể lấy dấu trên mọi vật liệu luôn. Đấy, như là kim loại này, sắt, thép này, rồi là đồ gỗ, sành sứ thứ cho em được tắt luôn nhá. Chất liệu toàn bộ bằng đồng thau. Đấy, phần này là nó dạng lõi thép nhá. Đấy, nó bắn cực kỳ khỏe luôn và nó in cái lốt lên rất là rõ luôn nhá. Đấy, và thậm chí các bác có thể dùng cái cây này các bác dùng để phá kính như luôn. Đấy, bắn rất khỏe nhá. Đó đi lên mã em sẽ cái cây lấy dấu, đó, em báo giá luôn. Bữa trước cây này thì bên em đang bán là 50.000, nên em về cho bác mức giá rất dễ mua luôn, chỉ cần có 30k một cây nhá, 30k một cây thôi. Lên mã cho em sẽ là cái cây bút lấy dấu nhá, 30k một cây. Đây em sẽ lấy thử lấy test cho bác coi này. Đây nhá, em đang có cái bề mặt đây, em lấy thử dấu cho bác coi nhá. Đấy, con này thì rất là dễ dàng thôi, các bác chỉ việc ấn mạnh này, ấn mạnh chưa? Đấy, là kiếm cái tạch cá được. Đấy, đây em đang lấy vừa lấy ba cái dấu, nhìn thấy ba cái dấu luôn này. Đấy, rất rõ ràng luôn nhá. Đó, về ví dụ các bác muốn khoan đục một vị trí nào đó thật là chính xác thì các bác ấn cho em một cái. Đấy, là nó sẽ tạo thành một cái dấu luôn. Đây, lấy lại phát nữa này. Đây. Đấy, thấy không? Nó kêu cái tạch tạch cái đấy, có nhìn này. Đấy, em lấy mấy dấu đây hết này. Đó, 5 6 dấu đây hết luôn nhá. Đó, chỉ bằng cái cây bút lấy dấu rất là nhẹ nhàng tình cảm thôi. Các bác cứ ấn mạnh cái là tự động là nó sẽ lấy dấu vào luôn. Đó, ok luôn. Đó thì em đã test thực tế cây bút lấy dấu này rồi các bác nhá. Giá của nó thì hiện tại đang giảm giá, giá rất tốt luôn. Đấy, giá gần như là giá tốt nhất thị trường nhá. 30.000 một cái cây bút lấy dấu nhá, 30.000 một cây. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã hàng đó là cái dòng nồi cơm của Sát này, và đợt này thì cũng về cho bác mức giá rất dễ mua luôn. Đấy, em báo giá lại các bác một lần nữa cái mã hàng này các bác nhá. Lên mã em sẽ cái nồi cơm Sát các nhá, nồi cơm Sát. Nồi cơm Sáp đó, bữa trước thì cái sản phẩm này đang bán là 550.000, hôm nay em về giá mới, giảm giá xả kho bác luôn, giá chỉ có 450k một nồi thôi và sẽ bao ship cho bác đến tận nhà luôn. Đấy, dòng nồi cơm Sáp nhá, 450.000 một cái, bao ship tận nhà. Đây, nồi cơm Sáp thì Sáp này hãng của Nhật nhá. Cái công suất của nó sẽ là 900W nhá, dung tích là 1,8 lít và sử dụng điện 220. Đó là cái hay của nó là sử dụng điện 220. Đấy, và nồi 1,8 lít nhá, công suất 900W nhá. Con này nó sử dụng cái công nghệ là cái công nghệ mâm to, nên là khi mà cơm nấu chín rất là ngon. Cái này thì thực tế anh em đã test thực tế rồi. Đấy, cho ra phần cơm ăn rất là ngon luôn. Cơm dẻo, chín, ngon đều nhá. Đấy, nồi thì cực kỳ chắc chắn, thiết kế theo dạng là nồi kiểu dạng hơi hướng hiện đại bây giờ, nên là nó thiết kế rất là đẹp luôn, vừa đẹp vừa sang trọng vừa lịch sự mà rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Dòng này thì của nó sẽ là dạng cái dòng nồi cơ, bạn nồi cơ nó không phải là cái nồi điện tử, nên là người già trẻ em đều dùng hết luôn nhá. Nói chung là cả gia đình nhà mình đều dùng hết luôn. Đấy, các bác nấu cơm thì chỉ việc bác nhớ cho em là bấm nút này. Đấy, nếu mà không bấm nút cơm nó sống như thế thôi. Đấy, nấu cơm thì nhớ bấm nút. Đấy, có bấm nút cái thế là tự động lúc nào chín là sẽ nảy, thế là các bác ăn thôi. Đây, thiết kế thì có phần quai sách nhá, các bác có thể sách mang đi mang lại rất tiện này. Đấy, em thích những cái nồi cơm mà nó có cái quai sách này, dùng rất là thích này. Mình đôi khi mình cứ hay sách đi sách lại mà các bác mỗi lần các bác bị bê bê nó rất là mất công. Đây, nó có quai sách, sách đi sách lại rất ok, cái này là thấy đã thích rồi này. Đấy, tiếp theo thì đây cái chế độ mở nắp nồi nhá, các bác chỉ việc này ấn vào này, tự động nó sẽ mở ra đó. Còn các bác không muốn ấn đóng vào, các bác ấn mạnh em cái vào lẫy luôn. Còn các bác không muốn mở thì các bác ấn đây cái tự động mở luôn, rất hay đó. Bên trong thì sẽ gồm có là một đi kèm với một cái xưởng hấp này nhá. Đấy, một cái xưởng hấp. Đấy, các bác có thể cho thêm những cái đồ hấp vào đây, các bác vừa nấu cơm vừa dùng cái hơi nồi cơm để các bác hấp đồ này. Đấy, một cái ca đong gạo đong nước này, một cái môi sứ cơm nhá, môi sứ cơm, cuộn dây nguồn nhá, cuộn dây nguồn này. Đấy, cuộn dây nguồn, sách hướng dẫn sử dụng này, và kèm thẻ bảo hành luôn này. Và đây là cái phần nồi. Đấy, dung tích là 1,8 lít nhá. Cái này thì phù hợp cho gia đình khoảng tầm 4 đến 5 người ăn là rất là thoải mái rồi. Đấy, toàn bộ bên trong lòng nồi là toàn bộ được chám một lớp chống dính nhá, nên có yên tâm không lo nó bị dính hay là cháy gì cả. Đó, nồi thì nó là dạng nguyên khối luôn, cắt laser nguyên khối, nên là các bác dùng rất ok, cầm chiếc nồi rất là chắc và nó dày dày. Đấy, quan trọng là cái chất nồi nó dày này thì khi mà các bác nấu cơm ấy, cái cơm nó cho ra nó chín rất là đều và dẻo nhá.
đây phần trong bên trong mâm bên trong này, đó to to nhá. Đấy, quan trọng là kích thước của nó to thì khi mà to thì cái thiết diện to thì cái sức nóng của nó sẽ cao. Đấy, khi mà cao thì cái nhiệt của nó sẽ nâng lên và cái độ cơm chín của bác nó sẽ chín thấu, chín dẻo và ngon hơn nhá. Đó. Đấy thì tổng quan về cái con nồi đấy anh em đã quay rất chi tiết rồi. Nói chung là đầy đủ phụ kiện các thứ đi kèm để về các bác sử dụng, không cần phải mua thêm cái gì cả nhá. Về chỉ việc là các bác cắm điện và các bác xài thôi. Nồi nấu cơm rất là ngon. Cái này em đã test thực tế rồi. Đấy, test thực tế nồi nấu cơm ngon nhá, cơm chín dẻo ngon và chất lượng, và thiết kế theo dạng là hiện đại nhá, hiện đại rất ok. Có quai sách này, bấm cái mở ra nhá, đóng cái thu vào có thế thôi. Đó, rồi mới keo nguyên hộp luôn. Công suất sẽ là 900W nhá, sử dụng điện 220, dung tích là 1,8 lít nhá. Đó thì em báo giá lại một lần nữa này, lên mã giúp em sẽ là cái nồi cơm sáp nhá, bữa trước đang bán bác là 550.000, hôm nay em về đây bác mức giá rất dễ mua luôn, 450.000 một chiếc nồi cơm nhá, bao ship tận nhà, hàng của thương hiệu sáp công nhá. Đó, rất chất lượng luôn, nồi rất là đẹp. Đến nơi các bác cứ nhận hàng kiểm tra, cầm sách một chiếc nồi nặng trịch chắc chắn, ok luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây đèn pin nhôm. Lên mã em sẽ cái cây đèn pin nhôm nhá, em báo giá luôn. Giá của sản phẩm này sẽ là 160.000 một cái nhá. Đèn pin nhôm này, đèn pin nhôm 160k một cái đèn pin nhôm nha, 160.000 một cây đèn pin nhôm. Bộ sản phẩm thì sẽ gồm có là một thân đèn nhá, một thân đèn. Cái thân đèn này thì toàn bộ của nó là bằng nhôm hết nhá, nên bên em hay gọi là đèn pin nhôm, toàn bộ nhôm. Đấy, Polycare made in Japan nhá. Đấy, có phần tay cầm rất ok. Con này thì rất nhỏ gọn thôi. Đấy, cầm rất vừa vặn nhá, các bác sử dụng gia đình các thứ rất hợp lý đấy. Đi kèm với bác là một cái cọng dây cáp sạc để đi về các bác muốn sạc pin thì các bác cậy cho em nó vào ra. Cắm cái đầu sạc vào đây, còn cái đầu còn lại các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 nhá. Đấy, để các bác cắm sạc cho cái đèn này. Và đi kèm thì sẽ có cho các bác thêm là hai viên pin 18650 nhá. Cái hay của sản phẩm này là nó sử dụng cái pin 18650, nên là khi mà các bác có thể là muốn thay thế và các bác mua thêm rất là dễ. Đấy, và hiện tại bên em đang bán một viên pin 18650 cũng như này thì bên em đang bán lẻ là 20k một viên nhá. Thì nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin dự phòng thì các bác mua. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một viên này là 20k. Đấy, còn sẵn trong đèn là nó sẽ có rồi, thì đây em sẽ lắp cho bác coi. Đó thì về các bác cứ lắp đúng chiều pin này. Đấy, lắp cho em đúng chiều pin đầu cộng đầu trừ vào. Đấy, các bác lắp vào, sau đó là các bác cho vào đèn. Đấy, xoáy trong cái nắp này vào là các bác bật lên là các bác xài thôi. Đấy, xoáy cái nắp này vào. Đó, đây bấm thì nó sẽ ở đây. Đấy, nó sẽ có các chế độ sáng này, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, có cả nháy cảnh báo LED nhá. Đèn khá là sáng và soi khá là xa, rất tiện dụng nhỏ gọn nhá. Đấy, thì lên mã thì em sẽ là đèn pin nhôm, đi kèm là có cả pin cả sạc đầy đủ luôn. Đấy, thì chọn một bộ là 160.000 thôi nhá, 160.000. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin ấy thì bên em đang bán lẻ một viên là 20.000 nhá. Còn nếu mà sẵn thì trong này nó có pin sẵn rồi, về các bác chỉ việc xài. Đèn cầm cực kỳ chắc tay luôn. Đấy, có kèm cả sạc, về chỉ việc là dùng thôi, không cần phải mua thêm cái gì các bác nhá. Đó, đèn pin nhôm 160.000 một cây. Ở Singapore. Đấy, hôm nay em về làm cái lô hàng sách tay dầu gió Singapore rất xịn sò, ok cho bác luôn. Giá thì cực kỳ bình dân, chỉ có 50.000 một chai thôi. Đó thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Nó xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng với em thì nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn trên 200 nhá. Nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác, đó là sản phẩm dầu gió hàng sách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy, hàng chuẩn của Singapore rất xịn sò, ok. Đấy, rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy, các bác đau nhức xương khớp các thứ rồi. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này. Đấy, made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy, LA USA này, thấy không? Đó, rất ok luôn. Dầu gió Singapore nhá. Một cái chai này thì dung tích của nó sẽ là 24ml nhá, 24ml. Đấy, hàng các bác nhìn này, hàng tem bóng lên vân 7 màu là các bác biết là hàng chuẩn chính hãng nhau rồi. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em, yên tâm về chất lượng nhá. Hàng cam kết chuẩn chính hãng cho bác luôn. Đấy, có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá. Giấy hướng dẫn sử dụng này. Đó, còn đây là chai dầu gió. Hàng này thì sẽ là hàng hai nắp nhá. Đấy, hàng hai nắp thì cái hàng hai nắp này thì để chống chỉ định là lại tại sao nó dùng xài cái hai nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được ạ. Đấy, trẻ con nó không mở được vì đôi khi là cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất là nguy hiểm. Đấy, cay mắt rất khó chịu. Đấy, thì
tại sao làm hàng hai nắp thế, để an toàn là không chỉ con nó bị mở là không mở được nhá. Đấy thì các bác muốn mở cái hàng hai nắp này, các ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra, đấy là các bác sẽ xoáy được nhá, đấy là các bác sẽ xoáy được, có thế không, ấn chặt vào chưa, ấn chặt vào đấy là khớp vào là sẽ xoáy được. Đấy, mùi rất thơm luôn đấy, chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây hàng chuẩn hai nắp luôn nhá, rất xịn sò. Các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok, đấy là sẽ khớp vào, rất thơm. Một chai này là dung tích là 24 ml này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn. Đấy, hàng đết rất dài nhá. Một chai này là 24 ml. Đấy, đây. Mã của nó là 24 ml này, 24 ml. Rồi, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Đấy, bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá. 50k một chai dầu gió Singapore này. Rất xịn sò, ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Vẫn còn nguyên siêu, gửi tay bác luôn, vẫn nguyên siêu. Đấy, nhận hàng các bác cứ kiểm tra, bóc ra, test thử cho em, bôi thoải mái luôn. Luôn, bên em đang gửi bác giá thì cực kỳ là tốt luôn, 35.000 một chiếc túi da đeo hông này. Các bác cứ nhớ mã giúp em sẽ là túi da đeo hông nhá, 35.000 một chiếc. Bên em sẽ có hai màu là đen và nâu, các bác lấy màu nào thì báo cho em nhá. Đấy, thì bên em sẽ chọn màu bác luôn. Đây là màu nâu này. Đấy, con này là màu nâu, còn đây cái con trong túi này là màu đen này. Đây là màu đen này. Đấy, còn đây là màu nâu đây. Đó thì lấy màu nào báo cho em. Con này nè. Về các bác có đeo cái thắt lưng ấy. Đấy, đeo cái thắt lưng, các bác xỏ thắt lưng qua đây. Đây ví dụ như ở đây em có một cái thắt lưng như này. Đấy, các bác xỏ cái thắt lưng qua đây, sau đó các bác đeo vào hông của bác nhá. Và các bác trong này thì các bác tháo ra, mở khóa ra để các bác đựng điện thoại này, đựng tiền này, đựng ví này. Đấy, mình mang đi chơi, mang đi du lịch, bình thường là các bác phải cầm tay và các bác bỏ vào trong túi quần, nó rất là bất tiện nhá. Đấy thì đây ví dụ như con ở đây một con điện thoại này. Đấy, các bác để đây. Đấy, rồi một ngăn nữa thì các bác có thể là để tài liệu, giấy tờ tùy thân, rồi là tiền nong thứ các bác cho đây nha. Đấy, sau đó là các bác đóng khóa vào. Đấy, kín đáo ngon lành, ok. Màu sắc thì trang nhã đẹp lịch sự nhá. Đấy, màu nâu rất là đẹp này, ngoài ra có cả màu đen luôn. Đấy thì bán đồng giá luôn là cứ 35.000 một túi nhá, mà hai màu bằng giá nhau luôn. Đấy thì có màu đen màu nâu, lấy màu nào báo nha. Đấy thì khi mà các bác đeo lên rất đẹp, đây em đeo các bác còn này. Đây các bác nhá, đấy khi mà các bác có cái thắt lưng các bác xỏ vào. Đấy, sau đó là các bác xỏ vào cái thắt lưng và các bác đeo vào xem, quá ok luôn nhá. Đấy, đeo nó dịch sang bên hông này, rất đẹp, rất tiện luôn. Đấy, đấy, lấy ra lấy tiền hay nong nó cá này. Đó, rất tiện dụng luôn nhá, rất ok. Đấy, mình lấy cái gì nó ở ngay cái chỗ cái tầm tay mình với luôn, nó rất là tiện, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá, có thấy không. Đấy, đeo lên nhìn rất đẹp, chất lượng luôn, ok. Đấy, 35k nhá, 35k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là túi da đeo hông, 35.000 một cái, hai màu là màu đen màu nâu, lấy màu nào báo cho em nhá. Túi rất đẹp. Đấy, về các bác đeo vào cái hông ở bên thắt lưng nhà mình, xỏ thắt lưng vào đây, thế là đeo thôi. Ba ngăn thoải mái các bác xíu đồ luôn, điện thoại, tiền nong, ví, giấy tờ tùy thân vào đây thoải mái luôn các nhá. Sao vào tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu của nó chất liệu là bằng nhựa sừng này. Đấy, nhựa sừng, về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào. Đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá. Về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng nhớ các thứ ra, để các bác mua ok về kéo dài ra thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các nhớ các thứ massage ok luôn. Giá đi em báo luôn, bình dân hạt rẻ thôi, 10.000 nhá, 10.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k có nhá, 10k một cây gãi lưng thôi, chỉ có 10.000, giá quá hạt rẻ luôn. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá, keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái tip này là 40.000 này. Một tip keo hai phần này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào, vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá, lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000, lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này
40k một cái típ keo hai thành phần nhé nhá, 40k. Một típ này là 100ml nhá. Đấy, một típ này là 100ml. Đấy. 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay như ủng hộ nhá. Khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn đang luôn. Là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng. Hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn, 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi. Nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây các bác nhìn cái móc khóa cũng biết rồi, đấy, thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi, thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay, là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này, đấy, một cái gen xoáy, các bác xoáy chặt vào, và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn, nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, coi nhá, khóa chặt luôn. Đó, đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này, chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy này thôi, nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Đây nó có cả khóa này luôn. Đấy, có cả phần khóa cài luôn, thì đây mới là chuẩn móc khóa các bác nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng, siêu nhẹ nhá, dùng rất thích luôn. Đấy, về các móc chìa khóa này, móc đồ, móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi, 10.000 một chiếc móc khóa titan nhá, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ. Đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò ok luôn. Đó, 10k một chiếc các bác nhá. Covid cắm chân dẹt này. Đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá. Vì cắm nó không thể cắm được, các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy. Hàng như bên em thì là hàng chuẩn, chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày các nhá. Đây các nhìn này, chân của nó rất là dày luôn, nên khi có cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và dòng này nó là dòng ổ fix chống và đập chống cháy nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống và đập, chống vỡ, chống cháy, cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về thì các bác đấu dây và là xài thôi. Đấy, fix cắm chân dẹt nhá, chuyên dùng cho ổ điện Nhật các bác nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật. Giá của nó thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá một cái phích cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 các nhá, 10.000 một cái phích cắm chân dẹt này, 10k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng các nhá, chân bằng đồng rất xịn sò ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt, và thứ hai là các bác cắm là không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó hay rất hay bị tèo, mà một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu. Nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ nó yên tâm, là ổ cái ổ mà các bác cắm cái phích này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm rất là hay nhá. 10.000 một cái phích cắm chân dẹt nha. Đấy, 10.000 một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đến đâu nó cứ hết đấy ạ, vì nó không có hàng, nó không có đều ạ, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, 10.000 một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Đây cái lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa, thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn, đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp nha nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp nha, vẫn còn nguyên cả bọc giấy bóng nữa nè. Đấy, em ôm lô thanh lý cái lô này, giá rất hời cho bác luôn nhá các bác nhá, em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đeo tay, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá, cái giá thanh lý cho bác luôn là 90.000. Đấy, vì bên em ôm lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn, 90.000 một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây, một chiếc đồng hồ mới keng nha các bác nhá. Đấy, hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của tàu nhá, hàng của tàu. Đây, Made in China nhá. Đấy, Made in China này. Đấy, em nói luôn hàng của tàu, không đến lúc đến nơi các bác bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy, em nói luôn đồng hồ hàng của tàu nhá. Vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây các bác nhìn này. Rất đẹp luôn. Đấy, hàng tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là hãng của Gokai này, hãng Gokai. Đấy, hãng này cũng khá là nổi tiếng, em
check trên mạng là cái hãng của tàu này nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này đấy. Hàng là bao sống các bác nhá, về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này, xoay này, xoay cho các bác chỉnh giờ, ấn nút thế là xong. Đây này, đồng hồ chạy ngon lành luôn, mặt rất đẹp luôn nhỉ. Đây em quay cận cảnh cho các bác xem cái phần mặt nó này, mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi, không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả, hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn. Đây, đấy, có thấy không? Đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nhá. Số lượng có hạn đâu nhá, khoảng tầm 20 con, nó không nhiều đâu. Nên là rất là em để cho bác cái giá này nó rất là rẻ rồi. Đấy thì em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá. 90.000 một con này nhá. Đấy, chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn cho em đi chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thể nào các bác cũng tranh nhau luôn. Vì nó không có hàng. Đấy, hàng là hàng ôm đô, cửa hàng thôi, nó có vài chục cây thôi các bạn, không có nhiều đâu, nên là các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Rồi, 90.000 nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ ăn bàn cái thứ rồi mình đeo vào. Đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên, rất ok luôn các nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Đây. Đấy, các nhìn này. Tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự ok. 90.000 một cây. Vào việc chốt đơn nhanh luôn nhá, không có nhiều đâu các nhá.